Kiếm Lai like tập 76, lão tăng không thích nói phật pháp chúc các bạn xem video vui vẻ, nha đầu xinh xắn ai nha một tiếng, xin lỗi nói, ngại quá, quên mất rồi, nàng vẻ mặt buồn rười rượi, không ngừng xin lỗi, lát nữa ta lập tức phải cùng cha mẹ đi chùa Miểu thắp Hương cầu phúc, hôm nay không thể mang đồ ăn cho ngươi, thực xin lỗi. Khóe miệng tiểu cô nương gầy gò giật giật, cúi đầu nhìn người tuyết trong hộp gỗ, đùng một tiếng, hộp gỗ không cẩn thận rớt xuống đất, tiểu cô nương xinh xắn ứa nước mắt trực khóc, vội sồm người xuống tiểu cô nương gầy gò cũng ngồi xổm xuống theo chỉ là thò tay nhặt lên một cục đá nơi chân tường nó nhìn lại người tuyết đã vỡ thành hai nửa trong hộp gỗ sau đó giơ tay lên cao cao dùng sức đập mạnh về phía cô bé váy áo hoa quý một hồi gió nhẹ lướt qua khi tiểu cô nương xinh xắn ngẩng đầu nó nạn ra ý cười như muốn nói với bạn tốt rằng không sao đâu chợt kinh ngạc phát hiện trước người nhiều thêm một người xa lạ mặc một thân áo khoác trắng như tuyết còn đeo kiếm bên hông treo một hồ lô nhỏ màu đỏ thắm tiểu cô nương chớp chớp mắt thoáng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương ngâm đen gầy gò trong mắt toàn là dấu hỏi phát hiện bạn tốt của mình đang bị người nọ nắm tay gia hỏa đeo kiếm kia cười với nó chỉ chỉ hướng cửa hậu nói ngươi về nhà trước đi ngươi xem có người đang chờ ngươi quả nhiên quản gia triệu gia gia đã tìm tới tay tiểu cô nương xinh xắn đang cầm hộp gỗ nhỏ nó thoáng do dự không biết nên đưa cho bạn hay là cầm về nhà tiếp tục giấu trong hầm băng may mà người xa lạ kia làm thay quyết định cho nàng lấy về đi ở bên ngoài không giữ được lâu tiếc lắm các người có thể đợi đến mùa đông năm nay lại lấy người tuyết này ra đắp thành người tuyết lớn hơn tiểu cô nương ra sức gật đầu ôm hộp gỗ chào tạm biệt người bạn tốt đã quen biết gần hai năm rời đi tiểu cô nương gầy gò im lặng trần bình an nhìn ánh mắt băng lãnh của đứa trẻ gầy gò kia dù nó vẫn chỉ là đứa bé xa xa mới đến cái tuổi như chu lộc nhưng tự đáy lòng trần bình an vẫn chán ghét vô cùng trần bình an không nhìn nó nữa mà quay đầu trông hướng cửa sau dinh thự lão quản gia bề ngoài giống như một ông lão gầy còm hòa ái chính đang nắm tay tiểu chủ nhân bước qua cánh cửa vừa khéo quay đầu nhìn lại Trần Bình An một cái, ánh mắt hai người giao nhau, Trần Bình An nhẹ nhàng gật đầu cho hỏi, người nọ hơi chút do dự, cũng gật đầu hoàn lễ, hết thảy không lời. Nếu hôm nay Trần Bình An không xuất hiện, đứa trẻ gầy gò này sớm đã lặng không tiếng động mà chết rồi. Hơn nữa vị lão nhân kia hiển nhiên cũng nguyện ý chủ động tỏ ra thiện ý đối với một vị đồng đạo nhìn không ra sâu cạn, chọn cách không trừng phạt đứa tiểu tạp trùng bần khổ không biết cảm ơn kia, mặc cho Trần Bình An tùy ý xử trí. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nói với đứa trẻ kia, sau này đừng quay lại, không thì người sẽ chết đó tiểu cô nương há hốc mồm không nói lời nào trần bình an quay người rời đi bé gái gầy gò chung theo hướng trần bình an biến mất hung hằng nhổ bãi nước miếng cũng không quên nhổ bãi nước miếng nữa đối với cửa dinh thự chỉ là sau khi làm xong hai hành vi tràn ngập oán hận này nó vốn là bụng đói kêu vang giờ lại càng đói khát đầu váng mắt hoa nó quay đầu trở về dọc theo đường cũ tận lực đi bộ men theo bờ tường đừng nói là giữa đường thậm chí nó không dám khiến xe ngựa và người đi trên đường để ý tới mình chọc giận bọn hắn mới là thật chết chắc về phần nam nhân mặc áo bào trắng như tuyết kia, nó không sợ. Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện tới nay, nó luôn nắm giữ có một loại trực giác nhạy cảm đối với ác ý. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, nó cần nhắc rất rõ ràng. Thật ra Trần Bình An vẫn chưa đi xa, mà đang trong âm thầm quan sát từ cô nương tâm địa độc ác này. Nó một đường đi đi nghỉ nghỉ, khu khí vô lực đi tới, trên đường nó cẩn thận nhìn quanh, chờ đợi một lát, rồi thành thạo lao qua tường, trộm đồ ăn của một gia đình, ăn như hổ đói, bước nhanh chạy ra hẻm nhỏ, sau đó khát nước, lại lén lút lèn qua bức tường, gión ra gión rén, bốc chút nước từ trong vạc, lần nữa đậy lại. Trước khi lặng lẽ rời đi nó còn nhanh tay từ trên mặt đất cầm lên một nắm bùn đất, ném vào trong vạc nước. Trần Bình An nhìn ra chân tiểu cô nương gầy gò hơi cả nhắc, còn thường xuyên thò tay bóp sườn, quá nửa là trước đây lúc làm những chuyện xấu này đã từng nếm qua không ít đau khổ. Ngay lúc Trần Bình An đang có ý định rời đi, tiểu cô nương bước tới một ngõ hẹp tràn đầy phân bùn gà gái chó sủa, có một đám nam nhân thế đứng xiên vẹ chờ ở bên kia, giống như đang đợi nó đi đến đám nam nhân tuổi tác cũng không lớn, chỉ là một đám thiếu niên tuổi chừng 13, 14, đứa lớn nhất cũng không đến 20, bộ dáng ngông nghênh, lưu manh vô lại, một người trong đó thấy cô bé gầy gò chạy chậm về bên này, không nói hai lời liền một chân đá tới, không nhẹ không nặng, nếu là đập thật lực, đoán chừng có thể đá bay tiểu cô nương ra ngoài, cũng may cô bé kia giống như sớm có đoán trước, nhưng lại không dám tránh né, mà trên đường chạy trốn làm như vô ý thả chậm tốc độ, vẫn để đạp chúng, nhưng bị đạp không quá nặng, sau đó không chút sơ hở ngã ngược ra sau, dãy dụa một phen thần sắc lộ vẻ đau đớn đứng người dậy ánh mắt và thần thái trông hướng những người kia tràn đầy vẻ nịnh nọt và lấy lòng trời sinh một tên du côn cường tráng hẳn là đầu lĩnh có vẻ không muốn lãng phí thời gian liền để tiểu cô nương dẫn đường đoàn người đi tới đi lui tốn không ít thời gian mới tìm được một tòa nhà hoang phế đã lâu tiểu cô nương khe khẽ vươn ngón tay hướng vào trong tên đầu lĩnh du côn kia cười gần nói nếu chỉ sai đường lát nữa đánh gãi trần người nàng dùng sức lắc đầu sau đó khép hãi vươn hai tay ra ôm ở trước ngực tên côn đồ kia trước tiên là một động tác giang hồ đám người bên cạnh lập tức đi vây khốn tòa nhà người nọ không lẫn cùng trong đó mà ném bảy tám đồng tiền vào tay tiểu cô nương âm trầm nói tiểu tiện trùng nửa đồng còn lại thật không khéo trên người ta không mang trước tiên cho nợ nha có muốn đợi chút nữa làm xong chuyện cùng ta về nhà lấy nốt tiểu cô nương ra sức lắc đầu run rẩy thu toàn bộ tiền đồng vào trong lòng tay còn lại cầm ba đồng đưa cho tên côn đồ tên côn đồ mừng rỡ tiểu nha đầu còn rất hiểu chuyện mà phất phất tay ý định tiếp tục chiêu đùa nó trước kia cứ thế không cánh mà bay tiểu cô nương kia đảo lui mấy bước cúi người với nam nhân kia một cái rồi mới quay đầu chạy đi trong tòa nhà sau lưng tiểu cô nương có người phát ra tiếng kêu rên vang rung trời tiểu cô nương vừa chạy trốn vừa xòe lòng bàn tay ra nhìn mấy đồng tiền tròn xoe khuôn mặt nhỏ non nớt gầy gò vàng vọt bỗng nhiên cười nở hoa long tuyền quận động thiên hạ xuống thiên địa giáp giới tựa như một khối phúc địa linh khí dồi dào khiến cho người thèm thuồng hơn vạn yêu quái tinh mị xung quanh trải qua hơn hai năm thời gian di rời dần dần bắt đầu nương nhờ các đỉnh núi lớn tình thế gần như đi vào ổn định trong đó chỉ riêng đại yêu kim đan cảnh đã có tận ba con không một ngoại lệ ai cũng đều từng là cự phách quát tháo phong vân một cõi về phần có đại yêu nguyên anh ẩn nấp trong đó hay không bởi đối phương không muốn bại lộ quá sớm tạm thời vẫn không biết bởi đủ các loại nguyên nhân nửa đường chết non chết bất đắc kỳ tử cùng với không tuân quy củ bị triều đình đại ly chấn áp chém giết tổng cộng tiếp cận hơn ngàn chẳng qua số lượng yêu mị trong ngũ cảnh tử vong không lớn phần nhiều là yêu tộc tầng đáy mới vừa đặt chân tu hành hành sự chỉ bằng bản tính hung hãn trong yêu tộc có tư cách được triều đình đại ly ban phát thái bình vô sự bài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vì thế yêu tộc hoặc là nương nhờ các đỉnh núi lớn đảm nhiệm cung phụng hay hộ pháp sơn môn hoặc là tự móc tiền túi cuối mình móc nối quan hệ với quan phủ hoặc là khẩn cầu chủ nhân phủ đệ lấy lòng đại ly tóm lại vẫn là chỉ cần có tiền sẽ có thể xui khiến cả ma quỷ lợi ích này khiến cho hộ bộ đại ly mặt mày hớn hở nhưng đó quan hệ vốn có phần cứng ngắc với binh bộ bắt đầu có chỗ hỏa hoãn rốt cuộc thế lực đứng đầu của hai đại dòng tộc thượng trụ quốc viên tàu chiếm chọn gần như nham môn hai bộ binh hộ mà gần trăm năm nay hai nhà viên tàu thủy hòa bất dung khắp nơi đối chọi gay gắt cả triều đều biết thân làm thánh nhân của phương tiểu thiên điện này nguyễn cung xuất thân từ phong tuyết miếu sáng lập nên long tuyển kiếm tông địa bàn cực lớn bao gồm phần lớn đỉnh núi kể cả thần tú sơn nhưng số đệ tử nhập thất vẫn cứ ít đến đáng thương một vị là nữ đồ đệ bị vứt bỏ của phong tuyết miếu bản thân tự chém đứt ngón tay cái phụ trách cửa hàng kiếm ngoài trấn nhỏ nàng rất ít tiến vào tông môn tên là từ tiểu kiều một vị thanh niên trầm mặc ít nói quanh năm mặc phục sức màu đen trên đồng cốc ngoài ra còn có một vị thiếu niên lông mày dài xuất thân ly châu động thiên tên tạ linh dù là cộng thêm con gái duy nhất nguyễn tú long tuyển kiếm tông vẫn cứ hương hỏa mỏng manh khiến người nhìn mà than thở nhưng đối với điều này nguyễn cung có vẻ không thèm để ý trừ đi tới thạch nhai trảm long đài long tích sơn cùng quan hệ với người nhà phong tuyết miếu và chân võ sơn hắn liền không để ý tới tục sự vô luận là thái thú ngô diên hay bác nhạc chính thần ngụy bách cơ hồ đều không thèm nhìn chuyện truyền đạo cho mấy vị đệ tử lại càng không để tâm bình thường đều để con gái nguyễn tú quản lý thần tú sơn hôm nay mây trời cuồn cuộn mặt trời lơ lửng chiếu rọi không trung đỏ ửng thiếu nữ áo xanh tết tóc đôi sam hoặc là nói đã không thể gọi là thiếu nữ so với lúc mới tiến vào ly châu động thiên hiện nay nàng dáng người thon dài cao thêm chút ít mặt mày nảnh nở cô được nguyễn tú trước kia đã trổ mã duyên dáng yêu kiều đứng bên người nàng là ba vị đệ tử khai sơn của phụ thân nguyễn cung từ tiểu kiều đồng cốc tạ linh bốn người bọn hắn hiếm hoi mới có lúc gặp mặt trong ba người từ tiểu kiều sư nguyễn tú là đại sư tỷ đồng cốc gọi là nguyễn cô nương nguyên điệu tỏ vẻ tôn kính từ tận tâm can riêng thiếu niên tạ linh thì một mực thích gọi nàng là tú tú tỷ bên chân nguyễn tú có một con chó cỏ nằm sấp chó già ốm yếu vốn nằm chờ chết bên phố thị trấn nhỏ nay vậy mà trở nên tinh thần quắc thước hai mắt tràn đầy linh tính điều này phải quy công ông nguyễn tú thường xuyên ném đan dược cho nó dược vật phi phàm mỗi viên đều giá trị ngàn vàng từng có luyện khí sĩ đi ngang qua trông thấy một màn kia lập tức sinh ra tâm trạng thê lương cảm thấy mình lăn lộn còn không bằng cả chó hận không thể nhảy bổ tới dành ăn với nó trong mây mù có vài đỉnh núi thưa thớt chọc phá biển mây sừng sững giữa trời tựa như hòn đảo nguyễn tú chỉ chỉ một ngọn núi trong đó nói cha ta nói chỉ cần các ngươi chen thân kim đan cảnh người sẽ tặng cho một đỉnh núi chiêu cáo thiên hạ đồng thời cử viện nghi thức khai phong sau đó nàng nhìn về phía đồng cốc người tuy xuất thân tinh mị so sánh với ba người chúng ta phá cảnh càng khó nhưng dựa vào trường thọ nền tảng lại không sai sớm đã là lòng môn cảnh cũng nên thử xem đồng cốc muốn nói lại thôi hiển nhiên lòng tin hắn không lớn trong ngũ cảnh kim đan cảnh là cửa ải tu sĩ khó đột phá nhất ngăn lại không biết bao nhiêu luyện khí sĩ long môn cảnh sở dĩ đồng cốc rời xa quê hương buông bỏ thân phận ngụy trang là thái sư một nước cùng với phú quý nhân gian toàn bộ đều vứt bỏ chính là muốn mượn nhờ linh khí giả rào vượt quá mức bình thường của ly châu động thiên gia tăng khả năng bản thân tiến lên kim đan cảnh còn phẩm tướng cao thấp khi thành tựu kim đan đan thức đổ họa được bao nhiêu hắn tuyệt không dám hy vọng xa vời kết thành kim đan khách mới là người phe ta câu nói kia không biết hấp dẫn bao nhiêu luyện khi sĩ thế gian cần cù miệt mài với đạo tu hành một năm tiếp một năm không mang thế sự trong quá trình ngươi phá cảnh ta sẽ dùng chút ít thủ đoạn mượn nhờ số mệnh sơn thủy của vài ngọn núi nhà mình giúp người áp trận Nguyễn Tú chỉ chỉ tạ linh, lúc trước sư đệ người có được một kiện bảo bối gần như tiên binh, một tòa linh lung tháp, do một vị cao nhân ban thưởng, nó có thể hạ thấp phong hiểm lúc phá cảnh cho người. Thiếu niên trường mi họ tạ mặt như mếu, chỉ muốn nhảy núi chết quách cho xong. Tú tú tỷ của ta, đây chính là bí mật lớn bằng trời ta cố giữ kín cho bằng được, sao người lại tùy tiện nói ra như vậy. Nét mặt đồng cốc thường niên nghiêm túc cứng đờ như đá, cuối cùng để lộ ra một mặt thần sắc kích động, cúi đầu cảm ơn tiểu sư đệ tạ linh, tạ sư đệ, phần đại ân này, đồng cốc suốt đời khó quên tương lai tất có báo đáp nguyễn tú quét mắt nhìn tạ linh đang còn u oán có đồ tốt như vậy thì phải biết tận dụng đừng nấp ở bên cạnh cười trộm đại đạo tu hành cuối cùng là tu bản ngã quá dựa vào ngoại vật vô luận là đối địch hay tâm tính đều có phiền toái lớn vì sao không ít lão nguyên anh trong lúc bế quan cứ thế lặng lẽ chết đi chính là vì trong quá trình tu hành quá ỷ lại pháp bảo khí vật nguyễn tú cứ như đọc thuộc lòng nói vanh vách một lượt tạ linh nở nụ cười ánh mắt từ tiểu kiều và đồng cốc cũng có phần dị dạng Nguyễn Tú thở dài một tiếng, chán nản nói, những đạo lý này đều là cha ta phải bắt ta học thuộc như vẹt, làm khó chết ta. Tạ Linh cười không ngậm miệng được, từ Tiểu Kiều và Đồng Cốc cũng hiểu ý cười cười. Nguyễn Tú dặn dò, Đồng Cốc, tí nữa ngươi tự chọn một nơi phong thủy bảo địa vào ngày lành tháng tốt, đến lúc đó ta và Tạ Linh sẽ xuất hiện đúng giờ. Đồng Cốc ra sức gật đầu, tâm tình kích động, Nguyễn Tú lấy ra một bọc lụa từ trong tay áo, không mở ra mà nói với ba người, trở về cả đi. Tạ Linh ở ngay trên núi, nhưng Đồng Cốc thì dựng liều cỏ tu hành ở chân núi. Từ tiểu kiều thì ở cửa hàng kiếm bờ sông Long Tu, Nguyễn Cung Định lập quy củ, tu sĩ không được tùy tiện ngựa phong viễn du, bởi vậy đáng thương từ tiểu kiều và đồng cốc đều phải đi bộ xuống núi. Nguyễn Tú thuận miệng nói, đệ tử Long Tuyền Kiếm Tông muốn cưỡi gió thì cưỡi gió, muốn ngự kiếm liền ngự kiếm, địa bàn nhà mình, người nào quản những thứ này? Cha ta, những thứ này hắn mặc kệ, hắn chỉ quản các ngươi có thể tiến thân kim đan cảnh, về sau có thể trở thành tu sĩ thượng ngũ cảnh hay không thôi. Nguyễn Tú bổ sung, những lời này là ta tự mình nói, không phải cha ta dạy ba người lần lượt rời đi nguyễn tú ngồi xổm xuống về một miếng bánh hoa đào ném vào trong miệng hai mắt cười đến độ híp thành trăng lưỡi liềm sau đó ra sức mở to mát tận lực để bản thân có vẻ nghiêm túc một chút nhìn về phía con chó cỏ kia quay hàm nàng phình lên hàm hồ nói phải quý trọng ngày tháng tốt lành bây giờ đừng cứ đi trên đường lại ồn ào diễu võ dương oai với người ta vui lắm đấy phỏng nghe nói có lần thiếu chút còn cán thương người muốn người thành thành thật thật giữ nhà hộ viện sao người cứ tự tiện chạy lên núi hy vọng ta che chở ngươi nguyễn tú giơ một tay lên có tin ta một tát đập chết ngươi không con chó cỏ kia lập tức nằm dạp xuống đất nước nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ ánh mắt nguyễn tú vẫn cứ lãnh đạm lườm nó nói nếu không phải vì hắn ta đã có thể ăn mấy ngày thịt chó hồng rồi lưng chó cỏ du lên nguyễn tú đứng dậy chỉ chỉ con đường xuống núi đến cả những luyện khí sĩ này đều phải kẹp lấy cái đuôi làm người ngươi vốn chính là một con chó muốn tạo phản xuống núi canh cổng đi chó cỏ vào một cái liều mạng chạy đi lúc trước linh trí hơi mở nó chỉ cảm thấy nàng đáng yêu dễ gần mãi đến giờ phút này bằng vào bản năng nó mới phát hiện nàng đối với chính mình thật ra chưa bao giờ có nửa điểm thương tiếc thân cận nguyễn tú nhai miếng bánh ngọt thứ hai một tay hướng dưới cầm tránh để vụn bánh rơi xuống đất thứ ăn ngon như vậy thật sự là ăn trăm lần không chán cũng không biết tương lai những giang hạt thần chỉ kia ăn vào thì có ngon hơn bánh ngọt này không nghe cha nói kim thân của bọn họ vô cùng bổ ích cho tu vi nàng giòn vị tú tú cô nương này vừa nghĩ đến đó thôi đã ớ nước bọt vội vàng lau đi khóe miệng bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube gì các phim thân là một trong những viên thuộc sớm nhất của Lưu Thị Vương Triều. Mới đầu khi đại ly Vương Triều quật khởi đã từng nương theo vô số khuất nhục và ẩn nhẫn. Cuối cùng thành công tiêu diệt Lưu Thị Vương Triều nhìn như vô địch, phu luận quốc lực hay dân tâm đều có bước phát triển nhảy phọt. Sau trường chiến sự quy mô và dai dẳng đó, từ quan lớn triều đình, biên quan tướng sĩ đến lê dân bách tính đại ly Vương Triều đều dấy lên lòng tin không gì sánh kịp. Đây mới là cơ sở lớn nhất giúp thiết kỵ đại ly xuôi nam chinh phạt. Nhưng trong lúc này lại xuất hiện một ít bất ngờ khiến cho biên quan đại tướng đã quen đánh tử chiến, khổ chiến, cùng với các đại lão bộ binh bày mưu nghĩ kế ở kinh thành không khỏi giờ khóc giờ cười. Đó chính là sĩ tốt hạ tầng trong biên quân đại ly, thậm chí là tướng lĩnh trung tầng. Đối với chuyến xuôi năm này, xuất phát từ sự cẩn thận của lính già trăm trận, bọn họ tràn đầy cẩn trọng. Nhưng đại địch vốn là số một ở phương bắc, đại tùy cao thị co đầu rút cổ tránh chiến. Sau đó là hoàng đế quân chủ mấy nước viên thuộc bao gồm hoàng đình quốc chủ động ra hàng, sau ngọc tỷ truyền quốc cho võ tướng đại ly. Các nơi chỉ có lẻ tẻ vài điểm phản kháng, cảnh này khiến cho biên quân thiện chiến của đại ly không khỏi ngần người cảm thấy mình chẳng có đất dụng võ xuôi nam chiến sự mới hơi dồn dập lên bắt đầu có từng cỗ nhân mã quân địch số lượng khả quan hoặc là tập kết tinh nhuệ chủ động quyết một trận tử chiến cùng biên quân đại ly hoặc dựa vào cửa ải hiểm yếu thành cao trấn lớn cố thủ không ra hoặc là mấy nước nhỏ kết thành liên minh chung tay đối kháng biên quân đại ly đang thế như trẻ tre đối với điều này trừ mấy trận đại chiến cứng đối cứng ngoài thành trận công kiên trong thành còn phần nhiều đều là dùng kế xua sói nuốt hổ trong lúc đó vô số tử sĩ gián điệp đại ly tiềm phục của các quốc gia phát huy tác dụng cực lớn vô số thân nhân trở mặt thành thù hảo hữu trí giao vung đao chém nhau từng thế lực giang hồ trong lãnh thổ dựng cờ tạo phản chen trúc mà lên từng vị văn võ trọng thần trụ của quốc gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thế là đại ly xuôi nam chiến công vô số công lao diệt quốc từng khiến người cảm thấy xa không thể chạm nay lại lấy được dễ như chờ bàn tay từng cánh quân tinh nhuệ đại ly càng đánh càng mạnh từ phương bắc bảo bình châu phương xuôi về nam một đường thẳng tiến lấy chiến dưỡng chiến thế không thể ngăn hoàng đế đại ly ban bố một đạo mật chỉ dồn dập truyền tới quân trướng các vị đại tướng trước khi đánh tới tuyến biên cảnh thải y quốc ở trung bộ bảo bình châu binh mã đại ly công thành phạt địa chư vị tướng lĩnh thống bình hành sự tùy cơ ứng biến không cần văn thư binh bộ không định chư vị móng ngựa mặc sức đạp xuống hướng nam đi chuyện mừng công trước lấy đầu lâu kẻ địch làm bát máu tươi làm rượu kinh giám làm bàn uống cho thống khoái hoàng đế bệ hạ trước nay luôn cực ít để lộ chân tình vậy mà trên thánh chỉ lại dùng từ ngữ cảm tính như thế điều này sao có thể không khiến những võ tướng đại ly vốn đã giết đỏ cả mắt không máu nóng sôi trào sau từng hồi móng ngựa sấm sét phiên vương tống trưởng kính mang theo một chi đại quân đích hệ không nóng không vội chậm rãi hành tiến cùng với quốc sư thôi xàm ở phía sau tự thân phụ trách bố trí từng vị quan văn đại ly tiến vào các thành trì với đầu hàng các nước phía bắc bảo bình châu hệt như một bãi bùn nhão bị người đạp cho nát bét kỵ tốt hội tụ tới một tòa trọng trấn mặt bắc tây hà quốc tổ chức công thành trận chiến này kéo dài suốt 3 tháng biên quân đại ly đánh rất vất vả chỉ tính riêng binh mã các nước bổ sung tiến vào đội ngũ trên đường hành tiến cộng với các thế lực hỗn tạp quy hàng mười không còn ba nhưng công phá xong tòa biên chấn được xưng là hùng vĩ nhất tây hà quốc này ngai vàng hàn thị tây hà quốc coi như đi đức đây là sự thật một trận khổ chiến thật không dễ dàng mới đánh thắng điều này khiến bầu không khí trong binh mã đại ly có phần trầm trọng không chỉ là chuyện thương vong mà còn có chuyện khác chính là một chi binh mã đại ly dưới trướng một vị thượng trụ quốc thừa dịp bọn hắn gặm khối xương cứng nhất tây hà quốc nhân cơ hội vượt giới tiến vào tây hà quốc lấy thế xét đánh không kịp che tai trực tiếp tận diệt hơn 10 tòa thành trì đã trống rỗng, nghe nói lập tức còn muốn lao thẳng tới kinh thành Tây Hà Quốc, làm đầu cưới cho người khác, không ai vui vẻ cho nổi, không ít võ tướng máu tươi đầy người chạy tới trước mặt chủ tướng phàn nàn tố khổ, chủ tướng chỉ im lặng lắng nghe bọn hắn cầu nhào, song không tỏ thái độ, dưới sự hộ vệ của một đội hơn 10 tùy tùng tinh nhuệ, một vị nam tử mặc giáp nhẹ kỵ binh thông thường chậm rãi vào thành, nhìn cảnh tượng bốn phía thành trì mù mì khói súng, sắc mặt nam tử vẫn kiên nghị, không vì thuộc hạ kích động hưng phấn mà ảnh hưởng tâm thái vị võ tướng lĩnh quân này tên tống phong là một vị hoàng thân quốc thích đại ly tống thị tuổi vừa 30, vị quốc công tuổi còn trẻ này thật ra cách trì huyết mạch chính thống của đương kim bệ hạ tương đối xa nhưng danh tiếng vô cùng tốt nhập ngũ đã gần 10 năm sau khi tổng quân cũng rất ít khi trở lại kinh thành tống phong không phải loại mãnh tướng tự mình xông vào trận địa dù sao thân phận tôn quý nếu đặt ở đó dù là bản thân tống phong nguyện ý mạo hiểm người ở dưới đoán trường đều phải cố sống cố chết ngăn trở một khi tống phong chết rồi sẽ không ai gánh được cũng may tống phong không quan tâm chút hư danh kia trong những chuyện như thế này hắn chưa bao giờ làm cho tướng lãnh dưới trường khó xử mười năm kiếp sống mã chiến sớm chiều ở chung tướng lĩnh bên người tay nắm binh quyền hiện nay khởi điểm khả năng chỉ là hạng ngũ trường đối với chủ tướng tống phong nguyện ý ném đầu lâu vãi nhiệt huyết là điều không hề nói quá trận công thành chiến này tu sĩ song phương cũng chém giết cực kỳ thê thảm luyện khí sĩ dưới trướng tống phong gồm tu sĩ được triều đình đại ly bố trí đi theo quân đội cùng với khách khanh cùng phụng do chính hắn lôi kéo tổng cộng có hơn 30 người đã chết gần nửa số tổn thất đau thảm như thế gần như vượt quá tất cả chiến sự từ lúc xuôi nam trước đó cộng lại hiện tại bên người tống phong cũng chỉ còn hai vị luyện khí sĩ hộ tống một người bên hông giáp thái bình vô sự bài của đại ly là một vị tráng hán khôi ngô để lưng trần thân cao chín thước cầm trong tay hai thanh chùy nện thành vạ kỵ dưới háng so với chiến mã quân trọng kỵ thì còn lớn hơn nhiều ngoại trừ khối ngọc bài kia bên hông tráng hán còn treo hai đầu lâu đầm đìa máu tươi là chiến lợi phẩm trong lúc công thành chủ nhân đầu lâu khi còn sống đều là luyện khí sĩ tướng tam lừng lẫy bắc cảnh tây hà quốc so sánh với vẻ uy phong bát diện của vị tráng hán này người còn lại có vẻ tầm thường hơn nhiều là một nam tử nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cả chủ tướng tống phong mặc một bộ trưởng bào vải bông dính đầy bụi bẩn khuôn mặt thanh tú anh tuấn đối với mọi người đều cười tùm tìm bên hông treo hai thanh kiếm một dài một ngắn vỏ kiếm một đen một trắng hai tay nam từ trẻ tuổi khép vào tay áo rụt cổ lại bộ dáng lười nhác xa xa trong thành ở bên trái phía trước mặt có kiếm quang ngút trời trắng hán kia cười ha ha phóng ngựa chạy trước quay đầu nói với tống phong đại cục đã định thật hiếm có vẫn còn có cá lọt lưới đi trễ khả năng đến cả canh thừa thịt nguội cũng không còn tướng quân cẩn thận chú ý đừng rớt xuống lưng ngựa a à, vị tu sĩ thái độ ngông nghênh kia là cao thủ gần đây mới tiến vào chi quân đội này nghe đồn từng là một vị tâm phúc đích hệ của đại nhân vật trong nội cung bởi vì vị đại nhân vật kia thất thế mới không thể không rời xa kinh thành kiếm chút quân công người này thường cập quyền quý kinh thành đối với một kẻ dòng dõi tống thị ở ngoài biên quan nhiều năm cũng không tôn kính cho lắm ánh mắt hán tử khôi ngô quét sang nhìn về phía tùy tùng còn lại bên người tống phong tiểu bạch kiểm họ tào chỉ cần ngươi rửa sạch mông đít đi tìm ta ta sẽ tặng không phần quân công sắp tới tay này cho ngươi thế nào tu sĩ trẻ tuổi bị nhục mạ như thế xong chỉ hít mắt cười cười không quên phất phất tay áo với hán tử ý bảo hắn tranh thủ thời gian đi chiến trường đừng lãng phí thời gian tráng hán cười ha ha nhấc mông lên khỏi lưng ngựa vươn tay vòng ra sau hùng hăng vỗ mạnh đong đưa vài cái sau đó mới dục ngựa chạy như điên tới nơi phát hiện kiếm quang kỵ quân tinh nhuệ bên người tống phong ai nấy đều căm tức không thôi duy chỉ có tống phong và nam tử áo bông là không để ở trong lòng chi kỵ đội này chậm rãi tiến về phủ đại tướng trận trong thành trong một gian hàng đơn sơ gần cửa thành có ba người một mực ẩn dấu khí tức suốt trận đại chiến không tham gia bất cứ chiến sự nào tùy ý mặc cho cửa thành bị phá mặc cho đám vương bắt đản vương triều đại ly giết vào trong thành chém chết hết thảy những ai dám cả gan cầm binh khí trong tay một vị trong đó là tu sĩ số một cự chiến mặt bắc này trước khi đại ly xuất quân vây thành đại tướng thủ thành sớm đã tuyên bố ra ngoài tới kinh thành cầu viện hoàng đế hai người còn lại một vị là người đứng đầu môn phái tiên gia trên núi tây hà quốc một người khác là cung phụng hoàng gia của nước láng giềng tu vi kim đan một vị kim đan thần tiên hai vị long môn cảnh bí mật núp ở đây cục diện này không vì cứu quân chấn trên thực tế cũng không cứu được lần này sáu nước nhỏ bao gồm tây hà quốc bí mật nuôi đồ chính là vì ám sát tống phong muốn chém giết một vị đệ tử phương tộc tống thị đại ly trên chiến trường một khi thành công dù cho nước mất vẫn có thể cổ vũ nhân tâm có thể khiến cho cương thổ sáu nước dù bị thiết kỵ đại ly nghiền ép qua song vẫn sẽ có vô số nghĩa sĩ si anh dũng đứng ra nhất định có thể khiếm cho đám xuất sinh đại ly này mệt mỏi ứng phó không lúc nào được an bình trong thời gian ngắn không cách nào thuận lợi tiêu hóa hết sáu nước chuyển thành nguồn lực sửng nam về phần ý tưởng của bọn họ có thể đạt tới mong đợi hay không ba người đang ngồi đây cùng với quân chủ sáu nước e rằng đều không muốn nghĩ sâu việc đã đến nước này đành phải vậy núi sông vỡ nát sinh linh đổ thán cũng phải làm trước gì đó chứ một khi chuyện thành dương danh lập vạn buông bỏ cơ nghiệp phương bắc trực tiếp trốn xuống phía nam giá trị tăng vọt trở thành thượng khách vương triều khác có gì là khó phá cảnh vô vọng thọ mệnh sắp hết ở trên núi ruột rè 300 năm trước khi chết phải làm một lần kinh thiên động địa ba vị người trên núi ở đây ai cũng có tâm tư trong đội ngũ tống phong nhìn như nhàn nhã tùy ý thật ra trong lòng bàn tay siết chặt roi ngựa sớm đã đầy mồ hôi nam tử anh tuấn cười nói với tống phong có tả tuấn ta ở đây người không chết được nam tử tự xưng tào tuấn đột nhiên hỏi lần này giúp ngươi tống phong ngươi cũng phải giúp lại ta một lần không khó chỉ là trong danh sách chiến tổn báo cáo triều đình ghi thêm một tên luyện khí sĩ thế nào rất đơn giản cứ nói là đã chết trong tay những tu sĩ quân địch ẩn núp kia trung thành hộ chủ anh dũng hy sinh thân mình tống phong gật gật đầu hai tay tào tuấn rút ra từ trong tay áo lần lượt đè lên hai chuôi song kiếm dài ngắn chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ ầm ầm một tiếng sống lưng tọa kỵ đứt gãy chết ngay tại chỗ tào tuấn lướt đi thân hình nháy mắt đã biến mất không thấy không trung vẫn cứ treo hai đạo trường hồng hồi lâu không tán đi một khắc đồng hồ sau, gã tu sĩ kim đan đứt tay đứt chân cuối cùng không thể không chọn cách bi phẫn nổ nát kim đan trong khi đó trên áo khoác bông của tên kiếm tu chiến lược cường đại đến biến thái kia vẫn không dính dù chỉ một chút máu lúc luyện khí sĩ kim đan tự sát hắn liền tiêu sái ngựa kiếm mà đi phòng xá phong viên trăm rậm dưới chân nháy mắt bị san thành bình địa bụi đất bay dợp bầu trời tống phong ngẩng đầu nhìn lại như chút được gánh nặng lúc này mới yên tâm phóng ngựa lao tới trước do so dự một chút hắn không trực tiếp đi tới phủ đệ đại tướng quân mà tới chiến trường kiếm quang ngút trời khi nãy chờ hắn đến bên kia trong phế tích phát hiện tên tiên gia đại ly sử dụng đôi chùy nện thành thi thể ngã trong vũng máu một cây trường thương đâm xuyên vị trí gần mông tên kiếm tu áo bông trường bào anh tuấn đứng ở đỉnh cán trường thương đang ngáp gặp được tống phong liền cười vẫy vẫy tay sau ngày đó tay kiếm tu tên tào tuấn kia chủ động gửi thân trong một chi đội ngũ thám báo bình thường không lãng phí thời gian bên người tống phong nữa trên chiến trường giữa binh mã đại ly và một quốc gia láng giềng trên đường xuôi nam có một vị tu sĩ long môn cảnh thiên tài du tẩu tư xứ chiến công nhỏ bé nhưng lại liên miên không dứt dùng phương thức ra tay âm hiểm không ngừng lặng lẽ thu gặt tính mạng thám báo biên quân đại ly mỗi lần ra tay đều vừa đủ là dừng không chút tiết lộ thân phận bản thân nửa năm ngắn ngủn đã giết chết 160 thám báo tinh nhuệ đại ly phải biết mỗi một thám báo biên quân đại ly đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ bởi vì lúc trước lần lượt đánh giáp lá cả cận chiến cũng không tập trung ở một mảng chiến trường này vị tu sĩ binh gia trẻ tuổi này chưa hề thu hút sự chú ý và vây quét của tu sĩ đại ly nhưng phía đại ly dần dần có chỗ cảnh giác không ngừng gia tăng số lượng tu tù sĩ tùy quân hy vọng diễn một trận bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau nhưng sau khi hai vị tu tù sĩ tùy quân quan hải cảnh đều bị chém giết quân đội cao tầng đại ly rốt cuộc đã coi trọng gia hỏa này nhưng vị tu sĩ binh gia kia trực tiếp bỏ chạy lách một vòng lớn chuyển rời đến chiến trường tây hà quốc do tống phong lĩnh quân tào tuấn gặp được hắn là một lần ngẫu nhiên hắn gặp tào tuấn xét theo mặt nào đó thì là tất nhiên thường đi bên bờ sông sao có thể không ướt giày? tào tuấn trơ mắt nhìn bảy tên thám báo bên người bị hắn giết chết sau đó làm thiệt hắn tu sĩ am hiểu sát phạt nhập ngũ nhìn như kiến công lập nghiệp phong hầu bái tướng là chuyện dễ như lấy đồ trong túi thật ra không phải vậy núi cao còn có núi cao hơn tào tuấn học trắng hán tay cầm chùy nện thành lúc trước các đầu vị tu sĩ long môn cảnh vốn tiền đồ vô lượng kia xuống chỉ là không treo bên hông mà treo ở bên yên ngựa sau đó một mình xoay nam hắn muốn học theo người này đơn thương độc mã đi ám sát những đại tướng trong quân tây hà quốc hắn không cảm thấy vận khí của mình có thể tốt hơn chủ nhân của đầu lâu bên yên ngựa kia nhưng khác biệt duy nhất của hai người là Tào tuấn hán có hộ đạo nhân lấy thân mạo hiểm không cần lo lắng an nguy chỉ để ý chém giết thống khoái không cần nghĩ tới đường lui gì cả hắn cười cúi đầu lấy tay vỗ vỗ đầu lâu chết không nhắm mắt kia đầu lâu sớm đã cạn vết máu lông tóc khô như cỏ tranh tào tuấn cười tùng tìm nói đáng tiếc người không có một giọng nói vang lên âm điệu mang theo một tia bất mãn vì sao không cứu những thám báo kia thân ở xa trường các người chính là đồng đội tào tuấn cười nói nếu ta không ở trong đó bọn hắn đã chết vô ích có ta ở đây tốt xấu có người giúp hắn báo thù bọn hắn chẳng lẽ không nên cảm ơn ta tiên gia vô tình tu đạo trên núi rời xa nhân thế thời gian quá lâu khoảng cách càng xa tự nhiên mà vậy dần già rất nhiều tu sĩ sẽ vô tình với nhân gian cùng lắm thì là ta không làm khó dễ nhân gian nhưng chớ hy vọng sao người ta đối xử tử tế với nhân gian nơi nào đó ở kinh thành nam uyển quốc có một tiểu cô nương quần áo tả tơi đứng ở trước cửa hàng bánh bao thịt chảy nước miếng nhìn chăm chăm vì hấp nóng hổi tầng tầng lớp lớp mùi thơm ngào ngạt hán tử chủ cửa hàng thấy nó chướng mắt không chịu được giận dữ mắng mỏ đuổi người tiểu cô nương đứng thẳng thắt lưng xoẻ lòng bàn tay ý bảo ta đây có tiền năm xu tiền đồng năm văn tiền hán tử không thèm nhìn cô lấy nửa con mắt vẫn cứ đuổi xéo đi thấy cô vẫn không đi bèn cầm ra một băng ghế muốn đánh người tiểu cô nương sợ tới mức vội vã bỏ chạy chạy tới xa xa tiểu cô nương âm trầm nhìn cửa hàng kia miệng há hốc quay người đi tới một gánh hàng rong bán bánh nướng áp trào mua hai chiếc bánh nướng còn thừa một đồng tiền thật ra nó ăn một chiếc bánh là đã có thể đối phó qua hôm nay mới đầu quả thực nó cũng chỉ định ăn một chiếc nhưng trên đường đi tới nó dần vặt tán đo không thôi cuối cùng tìm đến một góc chân tường ăn ngấu nghiến nốt chiếc bánh vốn định để dành cho ngày mai sau khi ăn xong hình như nó hơi hơi hối hận nhéo mạnh cánh tay một cái nhưng sau khi đứng dậy tiểu cô nương chẳng mấy khi được no bụng bắt đầu nhảy nhót một hơi nhanh chân chạy vội thỉnh thoảng lại ngừng đầu nhìn lên diều giấy bay lác đác trên bầu trời kinh thành trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ đêm này nó không trở về ổ chó nhà mình đêm hè mắt lạnh ngủ chỗ nào mà không phải ngủ cũng chẳng chết ai chỉ là muỗi nhiều hơi phiền một chút có một nhà gia cảnh tương đối giàu có cửa ra vào có đặt một đôi sư tử đá thủ nghệ vụng về hơn nữa hình dạng và cấu tạo đều cổ quái không phải tư thế ngồi xổm mà là bốn chân chạm đất ngừa đầu nhìn về nơi xa sư tử bằng đá không cao không thấp vừa khéo đủ để tiểu cô nương lao lên trên sống lưng trước tiên nó lao lên trên đó ngồi ngửa mặt nhìn trời đêm móc ra xu tiền đồng duy nhất còn sót lại xuyên qua lỗ nhỏ nhìn lên tinh không bao la khác này nàng ý cười đầy mặt sau đó nó liền giấu kỹ đồng tiền gục xuống ngủ say rất nhanh thôi đã phát ra tiếng khò khò trên lưng con sư tử đá sát bên trần bình an ngồi xếp bằng quay đầu mắt nhìn tiểu cô nương đang ngủ say hắn trong mày rất lâu mà chưa thấy giãn ra nhìn có vẻ như đang khó chịu trần bình an không nghĩ nhiều nữa bắt đầu nhắm mắt lại luyện tập kiếm lô lập cọc tiểu cô nương nằm trên lương sư tử đá tướng ngủ ngon lành buổi sáng sớm cửa lớn kẽo kẹt vang lên bé gái gầy gò nháy mắt tỉnh lại nhảy xuống lương sư tử đá gión rén cong eo men theo chân tường rời khỏi nơi này trần bình an đương nhiên rời rừng còn sớm hơn nó từ nơi xa nhìn bé gái rời đi hắn không đi theo gót chân nó nữa mà quay về chỗ ở trần bình an thuê một căn phòng nằm trong góc phía nam kinh thành ở gần con phố trạng nguyên rất nổi tiếng thật ra so với phố hạnh hoa ở quê hắn thì chưa bằng nơi đây có rất nhiều sĩ tử nhà nghèo lên kinh đi thi ở trọ lại kỳ thi xuân không đỗ lại không trả nổi lộ phí về quê ở kinh thành lại có thể dùi mài học vấn với bằng hữu vừa quen biết thế là cứ vậy định cư nơi này bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim trần bình an chỉ có chìa khóa phòng ốc chứ không có chìa khóa cửa viện thế nên đi đi về về đều phải đúng giờ khi hắn về cửa viện đã mở trần bình an vào phòng đóng cửa lại lướt mắt nhìn sấp thư tịch trên bàn cùng với đệm chăn trên giường đều bị động chạm vào dấu vết dù rất nhỏ nhưng trong mắt Trần Bình An thì không giấu đi đâu được. Hắn thở dài một hơi, có phần đành chịu, cũng may đồ đạc vẫn còn đủ cả. Trước đây Trần Bình An không ở nơi này, mà là trọ trong một khách sạn, thuê một gian phòng lớn có thể tùy ý luyện quyền luyện kiếm, về sau tìm kiếm đạo quan không được, tâm cảnh càng lúc càng bực bội. Vậy là lần đầu tiên Trần Bình An ngừng tẩu thung và kiếm thuật, vì tiết kiệm tiền nên rời đến bên này, thỉnh thoảng mới luyện tập kiếm lâu lập thung. Trần Bình An nằm trên giường, nhìn tấm lót trần nhà, suy nghĩ xuất thần hắn cứ cảm thấy giống như có một con ruồi nhạng không đầu đập loạn bên tai khó chịu vô cùng được lợi sau khi chịu đựng nước chảy đá mòn trên kiếm khí trường thành tiếp sau lại có hai trường đại chiến phi ưng bảo đặc biệt là tu sĩ tả đạo tự bạo đan thất linh khí chút nghiêng như hồng thủy trận đó trần bình an nghịch lưu mà đi thu hoạch rất nhiều hiện nay võ đạo tứ cảnh của trần bình an đã thoáng có dấu hiệu bình cảnh rung động nhưng vẫn cứ cảm thấy còn kiếm khuyết chút gì đó trần bình an có một loại trực giác mơ hồ rằng với bậc cửa tứ ngũ cảnh chỉ cần hắn nguyện ý rất nhanh thôi sẽ có thể giải bước qua, nhưng Trần Bình An vẫn hy vọng được vững chắc hơn, nếu thực sự không ổn, sẽ như lời lục đài nói khi trước, đi võ thánh nhân miếu tìm chút vận may, không thì tìm tới một nơi di trì chiến trường cổ, tìm kiếm những anh linh, âm thần, hồn phách không tán sau khi chiến tử, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, bằng không Trần Bình An sợ mình móc meo ra mất. Trần Bình An quyết định đợi ở kinh thành Nam Uyển Quốc đến cuối mùa hè, nếu vẫn không tìm được tòa quan đạo quan kia sẽ quay về Bảo Bình Châu dồn toàn bộ tinh lực đạt lên võ đạo thất cảnh ra ra thôi xàm ở trúc lâu lạc phách sơn trần bình an có lòng tin rất lớn đối với điều này hẹn ước 10 năm với chữ diêu nói không chừng có thể hoàn thành trước mấy năm chẳng qua trần bình an vẫn còn hơi sơ sợ, sợ sợ là sợ vị lão nhân chân trần tâm cao ngất quyền pháp vô địch kia tuyên bố muốn đánh mải mình thành cái gì mà ngũ cảnh lục cảnh mạnh nhất khi sơ tam cảnh đã khổ sở vậy rồi trần bình an thật sự sợ mình bị lão nhân chỉnh cho thừa sống thiếu chết hai tay trần bình an vòng ra sau ót chậm rãi nhắm mắt lại không biết a lương ở thiên ngoại thiên đã chính thức phân ra thắng thua cùng vị đạo lão nhị chân vô địch trong truyền thuyết kia chưa không biết trong đường xá xa xôi tới toánh âm trần thị lưu tiện sương đã được xem qua được bao nhiêu núi cao bao nhiêu sông dài không biết lý bảo bình đọc sách ở thư viện sơn nhai có vui vẻ không không biết cô sán ở thư giản hồ có hay bị người bắt nạt không liệu có phải sổ nhỏ ghi thù lại nhiều thêm một bàn không biết nguyễn tú cô nương còn thích ăn bánh ngọt ở cửa hàng phú kỵ long không không biết trương sơn phong và từ viễn hà kết bạn du lịch có quen biết bằng hữu mới cùng nhau và sinh ra tử hàng yêu trừ ma không không biết phạm nhị ở lão long thành đã gặp được cô nương mình thích chưa trần bình an nằm yên nghĩ ngợi rồi cứ vậy ngủ tiếp đi có phi kiếm mùng một mười lăm ở trong hồ lô dưỡng kiếm nên thật ra một đường ăn gió năm xương này trần bình an không hề lo lắng điều gì gia đình chủ nhân tòa nhà này là tam đại đồng đường năm miệng người lão nhân thích ra cửa tìm người đánh cờ kỳ lực yếu kỳ phẩm càng kém mồm mép bô bô bà lão kiệm lời sắc mặt suốt ngày âm trầm rất dễ khiến trần bình an nhớ tới mã bà bà và hạnh hoa còn hai vợ chồng trẻ phụ nhân ở nhà may vá, lo liệu gia vụ, mỗi ngày bị bà bà mắng cho đầu không ngẩng lên được, nói như cách ngôn kinh thành Nam Uyển Quốc, nam nhân là kẻ chơi với gánh nặng, nghĩa là vác lấy một bao vải to đùng, tứ xứ mua sắm phế phẩm, lưng còng eo cong, vất vả ngược xuôi, nếu may mắn có thể mua được đồ cổ đáng tiền, bán cho cửa hàng đồ cổ quen biết, sang tay sẽ có thể kiếm được không ít ngân lượng, phụ phụ tướng mạo bình bình, ngược lại sinh ra được đứa con tướng mạo thanh tú, 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, không giống bọn trẻ con trong ngõ hẹp ngược lại giống như là tiểu công tử gia đình giàu có, đi học ở học thục, nghe nói rất được tiên sinh ưa thích, thường xuyên nhìn ra ra đánh cờ với người, có thể ngồi lì một chỗ hơn nửa canh giờ, một lời không nói, yên kỳ không nói mới thực là quân tử. Láng giềng xung quanh dù lớn hay nhỏ đều thân cận đứa nhỏ này, thường chưa đùa nó, nói nhà đầu thanh mai ở ngõ nhỏ cách vách với lưu tiểu thư trong học thục thì nó thích ai hơn, đứa nhóc này thường chỉ cười ngại ngùng, tiếp tục lặng lẽ xem cờ, sau khi Trần Bình An ngủ thiếp đi. Một thứ gì đó nho nhỏ từ dưới đất bật ra, bò lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh núi sách, bắt đầu ngủ gật. Thứ nho nhỏ hình người này rõ ràng, tinh thông thuật thổ độn, vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh. Trước khi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, Trần Bình An mấy lần chơi đùa với nó, hoặc là thúc ngựa cuồng chạy, hoặc là gồng sức nín một hơi chạy nhanh mấy chục dặm, chờ hắn dừng ngựa, dừng bước, bên chân sẽ có tiểu gia hỏa từ dưới đất thò đầu lên, cười khanh khách với hắn. Dù Trần Bình An tẩu thung đánh quyền hay luyện tập kiếm thuật, nó đều tuyệt không quấy nhiễu, mà luôn nhìn từ xa xa, chỉ lúc nào Trần Bình An vẫy tay ra hiệu, nó mới sẽ đến bên người Trần Bình An, men theo pháp bảo leo lên, cuối cùng ngồi ở trên vai Trần Bình An, một lớn một nhỏ cùng lúc hân thưởng phong cảnh. Đồng tuyết hoa tiền kia tạm thời gửi ở chỗ Trần Bình An. Trần Bình An chỉ ngủ thiếp đi giây phút, rất nhanh thôi đã bị động tĩnh trong viện đánh thức, tiếng lải nhài căn nhằn của bà lão, tiếng phụ nhân vâng vâng dạ dạ, lão nhân luyện giọng, hai từ đọc thuộc lòng nội dung trong sách, chỉ riêng không có tiếng của hắn tử thanh trắng kia, hẳn là còn đang ngủ say. Trần Bình An ngồi ở cạnh bàn, nhẹ nhẹ cầm lấy một bản thư tịch, nhóc kia cũng chậm rãi tỉnh lại ngơ ngác trông hướng trần bình an trần bình an cười nói người cứ ngủ đi nhóc kia nhanh nhẹn đứng dậy chạy đến bên người trần bình an giúp hắn mở một trang sách ra trần bình an tập mãi thành quen thư tịch trên bàn đều là mới mua sau khi rời xa lục đài và phi ưng bảo đương thời lục đài nói chỉ có đọc loại sách tốt nhất mới có hy vọng trở thành nhóm người thứ hai chuyện đọc sách không thể cầu toàn ăn nhiều nhai không nát đọc chậm ngẫm kỹ thực sự nuốt chọn tinh diệu của từng quyển sách kinh điển vào bụng nhận ra được ý tưởng tốt đẹp trong đó hiểu được đạo lý trong đó, thấm nhuận được tinh khí thần ẩn giấu trong câu chương đó, lần lượt hóa thành của mình, đó mới gọi là đọc sách, bằng không chỉ là lật sách, lật quang ngàn vạn quyền, đến chết cũng là cái giá sách hai chân mà thôi. Lúc đó Trần Bình An nghe mà hiểu ra, nếu không nhờ lục đài nhắc nhở, rất có thể hắn gặp quyển sách nào hay liền mua quyển đó, hơn nữa đều sẽ nhìn kỹ đọc chậm, nhưng quyển sách vô bờ, nhân thọ hữu hạn, Trần Bình An đã phải luyện quyền luyện kiếm, còn muốn tìm kiếm đạo quan, thật không dễ dàng còn lại chút thời gian nhàn hạ đúng là nên dùng để đọc loại sách tốt nhất. Lục Đài cho hắn một bản danh sách, nhưng Trần Bình An cất kỹ tờ danh sách kia, nhưng không mua sách theo nó, mà đi mua điển tịch kinh nghĩa của nho gia Á Thánh. Đáng tích sách của Văn Thánh lão tú tài, trên thị trường căn bản không mua được. Trần Bình An muốn xem tam tứ, xem để so sánh. Xét về phương diện tình cảm, Trần Bình An đương nhiên có khuynh hướng thiên về phía tiên sinh của Tề tiên sinh, vị lão tú tài thích uống rượu còn thích nói chuyện khi đã say kia, hắn không chỉ thích mà còn ngưỡng mộ và tôn kính. Điều này không có vấn đề gì, nhưng nếu bởi thế mà cảm thấy lời người kia nói chuyện người kia làm là hoàn toàn đúng như vậy sẽ có vấn đề học vấn văn thánh lão tú tài cao hay không đương nhiên rất cao theo như lời của thiếu niên thôi giảm thì là đã từng cao đến khiến tất cả người đọc sách cảm thấy như mặt trời giữa trưa như vậy trần bình an liệu có tư cách cho rằng đạo lý của lão tú tài không phải đạo lý tối cao nhìn như kiến càng lay đại thụ buồn cười không biết tự lượng sức mình nhưng thật ra là có bởi vì có một vị á thánh có từng bộ từng bộ kinh điển mà á thánh lưu lại Trần Bình An đã từng nói với cha mẹ chữ Diêu, thực sự ưa thích một người là ưa thích cả những điều không hay của người đó. Hắn cũng từng dặn dò với tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng, nếu như ta sai, các người nhớ phải nhắc nhở ta. Chẳng qua sâu trong nội tâm Trần Bình An đương nhiên vẫn hy vọng xem qua so sánh học vấn giữa song phương, mình có thể từ đáy lòng cảm thấy văn thánh lão tú tài nói càng đúng hơn. Như vậy lần sau uống rượu cùng lão nhân sẽ có cái để tán gẫu. Trần Bình An ngồi ngay ngắn bên bàn, đọc sách rất chậm, giọng rất nhẹ, mỗi khi đọc tới cuối trang, tiểu liên nhân sẽ nhanh tay gấp gáp mở ra trang kế tiếp sau đó lại tiếp tục ngồi xuống cạnh bàn ở giữa trần bình an và thư tịch mô phỏng thế ngồi đoan chính của trần bình an nó vảnh tai yên lặng nghe tiếng đọc sách trên đỉnh đầu đối với không khí phố phường sôi động ngoài phòng trần bình an áo bào trắng lưng đeo kiếm trên lưng bên hông treo hồ lô tựa như một nhân vật kỳ quái xa tận chân trời tới không thân cận đi không lưu luyến trả tiền là được bên cạnh phố trạng nguyên không xa có quán rượu thanh lâu còn cả chùa miếu phạm âm lượn lờ tuy gần lại xa giống như hai tòa thiên hạ. Trần Bình An thường xuyên nhìn thấy các tăng nhân cầm bát đi ra khỏi cửa, tuy thân hình gầy gò, nét mặt đa phần lại đều an tường, dù trên người không khoác cả xa cũng có thể nhìn ra sự khác biệt giữa bọn họ và bách tính thị tình. Còn phía quán rượu thanh lâu thường thường đều là ban đêm tiếng người sôi nổi, nguyên con phố lớn mùi son phấn nồng nặc, phải đến dạng sáng mới hơi hoãn bớt phần nào. Tuy nhân vật bên đó, vô luận là khách nhân uống hoa tử hay là nữ tử kính rượu, phần đa đều áo gấm tơ lụa, nhưng một khi hoan du hạ màn, thần sắc ai nấy cũng tiểu tụy, Mấy lần Trần Bình An nhìn thấy những nữ tử kia sau khi đưa tiễn khách nhân ra khỏi thanh lâu, đi về tháo bỏ son phấn trang dung, trời tờ mờ sáng liền đi ra cửa hông thanh lâu, tới một hẻm nhỏ trên đầy quầy hàng rong, ngồi xuống uống một bát cháo hoặc mì, có không ít nữ tử đang ăn thì gục xuống bàn ngủ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, như là vay tiền ông trời vậy, phải trả, có một số quầy hàng quen thuộc với những nữ tử kia, thích nói những lời trêu chọc dâm đãng, một số nữ tử không so đo, qua quyết mấy câu, vì thế còn tiết kiệm được mấy đồng, nhưng cũng có người thẳng tính các nàng lý gia hẳn đã quen ngoan ngoãn vâng lời uốn mình theo người lúc này lại trực tiếp mở miệng mắng to quầy hàng sợ hãi rụt rè đợi khi nữ tử rời đi rồi mới bắt đầu mắng các nàng chẳng qua là cái đồ kiếm tiền bằng da thịt có mặt mũi gì mà ra vẻ hoàng hoa khuê nữ ngày hôm sau nếu tử thanh lâu mắng người vẫn cứ tới hán tử hàng rong hôm qua chịu mắng vẫn cứ sẽ trộm liếc cẳng tay lộ ra trong tay áo của các nàng trắng như thịt heo trên thớt vậy so với mụ vợ mặt vàng ở nhà thì đúng là trên trời dưới đất thật không biết đám đàn bà mọng nước này làm sao mà sinh ra được nhưng vừa nghĩ tới giờ lên bộ ngực các nàng sẽ phải tiêu xài mất gần nửa năm khổ cực liền chỉ biết than thở nam uyển quốc đã mấy trăm năm không chiến sự quốc thái bình an các đời quân vương chắp tay mà trị đã không hiền danh cũng không ác danh cho nên kinh thành không hề dạ cấm giang hồ hào kiệt tùy tiện nắm đao bội kiếm tiên y nộ mã quan phủ luôn luôn không quản trên đường gặp phải lập tức xuống ngựa song phương còn sẽ khách khách khí khí chào hỏi vài tiếng nếu giao tình tốt sẽ cùng ghé vào quán uống rượu Người nói chút chuyện thăng quan tiến trước khiến người nghe mà đành chịu trên quan trường, ta kể chút chuyện cao thủ do chiêu dung động kinh hồn ngoài giang hồ, thường xuyên qua lại, hai ba cân rượu khẳng định vẫn chưa hết chuyện, vì tìm kiếm tòa quan đạo quan, mỗi ngày Trần Bình An đều sẽ dạo chơi tòa kinh thành này, gặp gỡ thị tình trăm màu, cũng gặp một ít người cổ quái ẩn trong thị tình, chỉ cần bọn chúng không chủ động chơi chọc mình, Trần Bình An cũng sẽ không để ý tới. Lục Đài từng nói một câu, khi đó cảm nhận không sâu sắc, hiện nay càng nhai càng có dư vị, lên núi, tu đạo sẽ cảm thấy hình như tinh quái và âm vật quỷ mị trên thế gian càng lúc càng nhiều. Trần Bình An khép sách lại, một canh giờ cứ thế trôi qua, hắn chuẩn bị ra cửa tiếp tục dạo chơi. Tuy trong thời gian tìm kiếm đạo quan, tâm cảnh Trần Bình An càng lúc càng bức bối, nhưng Trần Bình An không phải không thử tĩnh tâm, trên thực tế hắn đã làm rất nhiều nỗ lực, đi tới khắp những chủ miếu lớn lớn nhỏ nhỏ, thắp hương bái Phật, một mình hành tàu trên đường mòn dưới bóng cây tĩnh mịch, mỗi lần đến một nơi chủ miếu liền ghi chép trên thẻ tre, ngôi chùa trên phố Trạng Nguyên được Trần Bình An đi nhiều lần nhất chùa không lớn, tính cả trụ trì cũng chỉ mười mấy người, lâu ngày rồi cũng quen mặt, mỗi lần Trần Bình an tâm không tĩnh đều qua bên đó ngồi, không nhất định sẽ nói chuyện với tăng nhân, dù chỉ ngồi một mình dưới mái hiên, nghe tiếng chuông gió leng keng, như vậy cũng đã có thể đánh bay cái bức bối của buổi xế chiều. Nam Huyền Quốc dùng vật biếm đạo, chùa miếu san sát khắp kinh thành và địa phương, hương hỏa thịnh vượng, đạo quan rất hiếm gặp, ở kinh thành thậm chí không có một tòa nào. Mấy ngày gần đây một chuyện bí mật kinh người truyền ra ồn ào khắp trên dưới kinh thành, Bạch Hà tự, một trong bốn chùa lớn ở kinh thành Nam Uyển Quốc xảy ra chuyện tài đình. Trước nay Bạch Hà tự nổi tiếng khắp vùng bởi trụ trì Phật pháp thâm hậu, được người đời xưng là kim thân là hán sống. Cao tăng các thời kỳ sau khi viên tịch đều lưu lại kim thân bất hoại hoặc thiêu ra xá lợi. Ở điểm này ba chùa còn lại đều phải tự thẹn không bằng. Đây cũng được coi là minh chứng cho việc Phật pháp hưng thịnh ở Nam Uyển Quốc hơn xa các nước láng giềng. Nhưng trước đây không lâu, một vị cao tăng tu hành ở Bạch Hà tự năm trước được đề cử làm trụ trì, phong quang vô hạn, lại vào ngày nọ chạy ra chùa miếu, trực tiếp tới đại lý tự cáo quan. Sau khi nghe xong, chư vị quan viên trong đại lý tự ngơ ngác đối mặt nhìn nhau, thì ra vị lão tăng này tố cáo Bạch Hà tự ha độc trong thức ăn của hắn, còn mật mưu rót thủy ngân vào thi thể sau khi hắn chết. Chẳng những thế, hắn còn vạch trần tội nghiệp sâu nặng của tăng nhân Bạch Hà tự, dụ lừa quý phụ kinh thành xuất trọng kim cầu quý tử, tổng cộng 6 tội lớn. Vụ án này quá kinh thế hãi tục, trực tiếp kinh động hoàng đế bệ hạ Nam Uyển quốc hạ lệnh tra rõ việc này. Kết quả 300 tăng nhân Bạch Hà tự có quán nửa bị hạ ngục, số còn lại bị khu trục khỏi kinh thành thu hồi tịch điệp đời này không được tiếp tục làm tăng nhân ba chùa còn lại địa vị vẫn như cũ vớt cuộc thâm căn cố đế chỉ khổ cho rất nhiều chùa nhỏ không mấy tiếng tăm tỉ như tòa tâm tướng tự bên cạnh phố trạng nguyên này hương khách thời gian gần đây rõ ràng ít đi nhiều trụ trì tâm tướng tự là một vị lão hòa thượng tiếng địa phương rất nặng mặt mũi hiền lành dáng người rong rồng cao vào kinh 30 năm lão tăng vẫn chưa sửa được giọng địa phương cũng không thích lại nhài tinh diệu sâu xa của phật pháp phần nhiều là trò chuyện thường ngày trong nhà mỗi lần tới trong chùa trần bình an phải rất phí sức mới có thể nghe hiểu được ấn tượng của trần bình an đối với vị lão tăng này rất tốt hơn nữa hắn nhìn ra nhưng không nói lão chủ trì là một vị người trong tu hành chỉ là còn chưa tiến vào trong ngũ cảnh trần bình an rời khỏi ngõ nhỏ đi hướng tâm tướng tự sự tính tĩnh tọa luyện tập kiếm lô lập thung ở bên đó lộ trình chưa tới hai dặm trần bình an đi qua một tòa võ quán và tiêu cục đặc biệt là đằng sau tường cao của võ quán treo móc tấm biển khí tráng sơn hà mỗi lần đi qua đều nghe thấy tiếng một đám hán tử hì hà hì hục hẳn là đang luyện tập quyền cước phố lớn ngoài cửa tiêu cục thường xuyên là cảnh tiêu xa chen trúc đàm nữ trẻ tuổi vênh váo đắc ý ý khí như gió các lão nhân thì trầm mặc hơn nhiều thỉnh thoảng thấy trần bình an đều sẽ gật đầu thăm hỏi mới đầu trần bình an còn chắp tay hoàn lễ lần sau gặp mặt liền chủ động hành lễ chẳng ngờ thường xuyên qua lại lão nhân đang dồn dập mất đi hứng trí dứt khoát không thèm nhìn trần bình an nữa đợi đến sau này trần bình an nghĩ thông điều mấu chốt trong đó thì không khỏi bật cười sằng sạc quá nửa là mới đầu tưởng mình là quá răng long về sau điều tra xong chỗ ở thì xem thường mình, mình lại khách khí lễ độ quá mức, càng khiến đám lão giang hồ tiêu cục nhận định mình là điều theo hoa gối đầu. Trần Bình An cảm thấy rất thú vị, ở kinh thành những võ quán, tiêu cục kiểu này rất đông, những môn phái giang hồ có chút danh tiếng đều thích dựng lên đường khẩu ở đây, nhà cao cửa rộng, không thua gì phủ đệ vương hồ công khanh, không cần húy kỵ lễ chế cấm vượt quyền gì cả. Ngược lại những người đồn thổi liên quan đến luyện khí sĩ lại cực ít, ngay cả quốc sư cũng chỉ là một vị tông sư giang hồ chẳng qua nơi thú vị nhất là một tòa nhà không thu hút nằm ở trong góc nam nữ ra ra vào vào cơ hồ ai nấy đều là người trong võ đạo có luyện tập trên giang hồ nhưng lại cố ý ẩn tàng thân phận ăn mặc giản dị nói năng thận trọng chân bình an có lần còn nhìn thấy một vị cao thủ cực có khả năng là võ đạo lục cảnh bên người cùng theo một vị nữ tử tuổi trẻ đầu đội mũ chùm thấy không rõ nét mặt nhưng dáng người tha thướt hẳn là một vị mỹ nhân bất chi bất giác trần bình an bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác đối đãi thế giới này đến tâm tướng tự hiện nay hương khách trong chùa thưa thớt phần lớn là láng giềng tuổi tác lớn ở quanh đây thế nên đám tăng nhân và sa di trong chùa ai nấy đều mặt ủ mái trao sở dĩ gần đây trần bình an có phần chịu khó tới chỗ này nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi hắn cảm giác được đại nạn của lão chủ trì sắp buông xuống hôm nay lão tăng dường như biết trần bình an sẽ tới sớm sớm đã đợi ở hàng lang đặt xuống hai tấm bồ đoàn hai người ngồi đối diện nhau nhìn thấy trần bình an muốn nói lại thôi lão tăng đi thẳng vào vấn đề cười nói chủ trì bạch hà tự qua các đời từng thực sự có người khi chết để lại kim thân không phải như đồn thổi bên ngoài nói chủ miếu đều là lừa đảo đừng dáng một gậy chết tươi vào lịch sử ngàn năm của bạch hà tự nhìn thấy cái tốt nhưng tiền đề là trước đó lão hòa thượng đã nhìn thấy cái ác lão hòa thượng lại cười nói chỉ là vốn bần tăng muốn sau khi mình chết có thể thiêu ra mấy viên xá lợi tăng thêm chút hương hỏa của tòa chùa miếu này giờ xem ra khó khăn không chừng còn phải cố ý xấu giếm một khoảng thời gian trần bình an nghi hoặc nói đây cũng tính là nhân quả phật gia ư lão tăng gật đầu nói tất nhiên rồi đặt ở kinh thành nam uyển quốc bạch hà tự và tâm tướng tự trước nay không có giao tập nhìn như nhân quả mơ hồ thực ra không phải đặt ở phật pháp trời đất bao la mọi thứ đều có liên quan đây là lần đầu tiên lão tăng nhắc tới phật pháp trước mặt trần bình an lão tăng do dự một chút cười nói thật ra giữa hai tòa chùa miếu cũng có nhân quả chỉ là quá huyền rượu nhỏ bé quá nhỏ bần tăng căn bản không dám nói chắc còn cần thí chủ tự mình thể nghiệm bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim hai người tán gẫu không cần quá nghiêm túc trước kia lão tăng thường xuyên bị tiểu sa di làm phiền nói trước chuyện lông gà vào tỏi trong chùa miếu cứ thế để mặc trần bình an ở một bên trần bình an cũng thường mang theo mấy tấm thẻ tre hoặc một quyển sách đọc sách khác chữ không cảm thấy bị coi thường vô lễ hôm nay trần bình an không mang sách chỉ cầm theo một tấm thẻ tre mảnh khảnh cùng một dao khắc nhỏ trần bình an tuyệt không chán đồ cũ dao khắc vẫn là đồ chủ quán tặng khi xưa lúc mua sắm học bài hôm nay lão tăng có hứng tán gẫu nhưng vấn đề liên quan tới phật pháp lại chỉ như chuồn chuồn lướt nước không nói gì thêm phần nhiều vẫn là chủ đề tùy ý như dĩ vãng cầm kỳ thư họa đế vương tương tướng, phiến phu tẩu tốt, chứ từ bách gia đều tùy tiện nói một ít, như cái chuyện nhà, thời gian thấm thoát trôi. Lão Tăng cười hỏi, một tên văn nhân, quan viên đại gian đại ác, tiếng xấu vạn năm liệu có thể viết ra chữ đẹp, thơ ca để đời. Trần Bình An suy nghĩ một lát, gật đầu nói, có thể, một danh sĩ, danh tướng để lại tiếng thơm trong lịch sử liệu có tư tưởng âm ám hay thiếu sót mà bọn họ không muốn người biết. Có, Lão Tăng cười nói, đúng rồi, vạn sự chớ có cực đoan, cùng người giảng đạo lý, sợ nhất đạo lý của ta là đúng nhất sợ nhất một khi trở mặt cùng người khác thì hoàn toàn không nhìn thấy cái thiện của người ta trên triều đình đảng tranh thậm chí là đảng tranh được hậu thế coi là quân tử chi tranh vì sao vẫn cứ để lại tai họa muôn đời ngay cả quân tử hiền nhân trong chuyện này cũng làm không đúng lão tăng tiếp tục nói nhưng đảng tranh trên triều đường nếu ngươi mềm yếu giảng bộ đạo lý lớn này quá nửa sẽ chết rất thảm thật sự không trách được đám người đọc sách làm quan kia nếu thế chẳng phải nói lời này của bần tăng lách một vòng cuối cùng toàn là nói nhảm nhưng vì sao vẫn phải nói chân bình an cười lắc đầu có một vị lão tiên sinh cũng đã nói với ta đạo lý tương tự hắn dạy ta vạn sự đều phải nghĩ kỹ nào sợ nghĩ một vòng cuối cùng quay về nguyên điểm tuy phí tâm phí sức nhưng từ lâu dài mà nhìn thì vẫn có ích lão tăng an vui gật đầu vị tiên sinh kia có đại học vấn ngón tay chân bình an xoa vút trúc giản nhẹ giọng nói có lần lão tiên sinh uống say ánh mắt mông lung như muốn hỏi ta nhưng chắc cũng là muốn hỏi thế nhân hắn nói thế này đọc qua bao nhiêu sách thì dám nói thế đạo nó là như thế gặp qua bao nhiêu người thì dám nói nam nhân nữ nhân đức hạnh đều là như thế người tận mắt thấy quá bao nhiêu thái bình hay khổ nạn mà dám chắc chắn người khác là thiện hay ác lão tăng cảm thán nói vị tiên sinh kia hẳn sống rất không thoải mái trần bình an đột nhiên nghĩ tới một chuyện thủy trung nghĩ không rõ ràng bèn hiếu kỳ hỏi phật gia thật sự đề sướng bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật ư lão tăng mỉm cười nói trước khi hồi đáp bần tăng có một câu hỏi có phải ngài cảm thấy lời ấy quá dọa người lại không tiện chê trách nhai nuốt một phen cứ cảm thấy đó là đi đường tắt, không phải chính pháp. Trần Bình An gãi gãi đầu, đến cả Phật Pháp thông thường ta còn chưa từng đọc qua, làm sao hiểu rõ đó có phải chính pháp hay không. Lão Tăng bật cười ha hà, bỏ xuống đổ đao lập địa thành Phật, thế nhân chỉ nhìn đường tắt, cảm thấy đấy là điều không thể tưởng tượng. Lại không ngờ rằng chỗ huyền diệu thực sự nằm ở đồ đao ở trong tay, là người đã biết ác, thế gian muôn màu, rất nhiều người làm ác mà không biết ác, rất nhiều người biết ác mà làm ác, nói đến cùng, trong tay đều có một thanh đồ đao máu tươi đầm đìa nặng nhẹ có khác mà thôi nếu có thể thực sự thả xuống từ đây quay đầu chẳng phải là một việc thiện lão tăng còn nói xa thêm thiền tông công án người ngoài cứ cảm thấy xá dị thực ra cái khó xử trước khi công án khai ngộ thường nhân nhìn không thấy nhìn thấy cũng không nguyện làm thành phật có khó không đương nhiên khó biết phật pháp đã khó thủ pháp hộ pháp và truyền pháp lại càng khó nhưng là lão tăng đột nhiên dừng lại thở dài một hơi không có nhưng là bần tăng đã là người hướng phật bản thân còn không làm được vì sao phải nói với ngươi đạo lý xa như vậy? Trần Bình An cười nói, cứ nói đừng ngại, đạo lý xa đến mấy, trước tiên không nói ta đi hay không, ta có thể biết nó ở chỗ nào, cũng là chuyện tốt. Lão Tăng khoát khoát tay, cho Bần Tăng nghỉ một lát, uống chén trà nhuận giọng, sắp khô cổ rồi. Lão Tăng kêu một tiếng, trong tòa tinh xá nơi không xa, một tiểu xa di nhìn như cúi đầu niệm kinh thực ra ngủ gật đột nhiên mở mắt ra, nghe được giọng Lão Tăng liền vội vàng đi bưng hai chén nước trà cho trụ trì và khách nhân. Gần đó có một gốc đại thụ che trời, bóng cây dày đặc, một con hoàng oanh nhỏ mổ mổ trên cành cao trần bình an uống trà nhanh lão tăng uống trà chậm trần bình an cười chuyển bát trà trà cho tiểu sa di lão tăng còn chưa uống hết nửa bát trần bình an bèn cúi đầu cầm lấy thẻ tre hai đầu trái phải đều có ngấn nhỏ trần bình an nhìn hai đầu trái phải thẻ tre giống như một thanh thước đo lão tăng uống xong nước trà quay đầu nhìn lại ngày hè trói trang nắng gắt thiêu nướng nhân gian cảm nhận cái mắt lạnh trong cổ họng một lúc cảm khái nói thời đại mặt pháp người trong thiên hạ như có ngày nắng hạn tiểu tụy ủ rũ đạo lý vẫn phải giảng một chút phật pháp là đạo lý của tăng nhân lễ nghi là đạo lý của nho sinh đạo pháp là đạo lý của đạo sĩ kỳ thực đều không xấu cần gì câu nệ ở môn hộ đúng thì cầm lấy ăn vào bụng là được tầm nhìn trần bình an chuyển rời khỏi thẻ tre ngẩng đầu khẽ cười gật đầu nói chính xác lão tăng nhìn ra chùa miếu đình viên ngoài hàng lang thế giới này vẫn luôn thiếu nợ người tốt đúng đúng sai sai làm sao lại không có chỉ là chúng ta không dám nghĩ sâu thôi trên miệng có thể không nói thậm chí cố ý điên đảo trắng đen nhưng trong lòng phải có chỉ đáng tiếc thế sự nhiều việc đành chịu người thông minh càng lúc càng nhiều tâm nhãn tâm khiếu nhiều như đài sen thường thích chế nhạo thuần hậu phủ nhận thiện ý thuần túy chán ghét người khác chân thành trần bình an người đối đãi thế giới này thế nào thế giới sẽ nhìn ngươi thế ấy sau đó lão tăng như muốn nhấn mạnh lặp lại lần nữa nói ngươi nhìn nó nó cũng đang nhìn ngươi trần bình an suy nghĩ một lát cảm thấy có lý lại chưa nghĩ sâu hôm nay lão tăng nói hơi nhiều trần bình an lại là người nguyện ý chăm chú suy nghĩ thế nên nhất thời vẫn chưa theo kịp ý tứ của lão tăng lão tăng đột nhiên cười sán lạn nói trần thí chủ mớ đạo lý lão tăng nói hôm nay nghe cũng được chứ trong lòng trần bình an có hơi thương cảm cười nói rất tốt lão tăng cười hỏi trước có lần nghe ngươi giảng đạo trước sau lớn nhỏ thiện ác lão tăng muốn nghe lại một chút lần đầu tiên trần bình an nói rất mịt mờ quái lạ nhưng đạo lý là lời thật lòng luôn càng nói càng sáng tỏ như một mặt gương miệt mài trà lao lao đi bụi trần sẽ càng lao càng sáng bóng đúng sai có trước có sau Trước tiên làm rõ trình tự, đừng có nhảy qua, chỉ nói cái đạo lý mà mình muốn nói, đúng sai còn phân lớn nhỏ, dùng một thanh, hai thanh thậm chí nhiều thanh thước đo để nhận định lớn nhỏ, những thước đo này có thể là chính pháp, thiện pháp, luật pháp pháp gia, lĩnh nghi nho ra, thuật tính thuật ra, tất cả đều có thể mượn dùng, giới tuyến trong luật pháp, điểm cao trong đạo đức, lệ làng các nơi hay thuật tính tinh chuẩn đều có chỗ liên quan, không thể qua đũa cầm nắm, nghiên cứu sẽ cực kỳ phức tạp, lao tâm lao lực, sau cùng mới là phán định thiện ác, trong vô hình Tam tứ chi tranh rằng nhân tính thiện hay ác không còn là đạo hiểm ai người đọc sách không thể vượt qua, bởi vì đây là chuyện bàn tới sau cùng, chứ không phải chuyện đầu tiên cần phải đưa ra quyết định khi mới đầu đọc sách. Trong vô hình, Tam tứ chi tranh rằng nhân tính thiện hay ác không còn là đạo hiểm ai người đọc sách không thể vượt qua, bởi vì đây là chuyện bàn tới sau cùng, chứ không phải chuyện đầu tiên cần phải đưa ra quyết định khi mới đầu đọc sách. Sau cùng là một chữ hành, giáo hóa thương sinh, lòng dạ bồ tát chuyển pháp thiên hạ, hay chỉ lo thân mình tu thanh tịnh đều có thể tùy theo yêu thích. Lão tăng thần sắc an tường nghe qua trần bình an giảng thuật hai tay hợp mười cúi đầu nói a di đà phật trần bình an nhìn lên con chim hoàng anh giờ đang đậu trên mái cong nó đang quan sát tiểu sa di quét dọn chùa miếu trần bình an thu hồi tầm nhìn lão tăng mỉm cười nói chùa miếu không còn tăng nhân còn tăng nhân không còn kinh thư còn kinh thư không còn phật tổ còn phật tổ không còn phật pháp còn dù tâm tướng tự không còn một vị tăng nhân không thừa nổi một bản kinh thư chỉ cần trong lòng người còn có phật pháp thì tâm tướng tự vẫn còn lão tăng quay đầu lần nữa nhìn sân viện u tĩnh chỉ có tiếng quét dọn xào xạc của tiểu sa di lão tăng tầm nhìn mơ hồ lẩm bẩm nói bần tăng hình như nhìn thấy nhân gian nở đóa hoa sen trần bình an lặng lẽ không nói lão tăng cúi đầu miệng môi mấp máy đi thôi nơi xa tiểu sa di nhìn lại hành lang bên này ôm theo chổi quét oán thán với lão tăng sư phụ trời nắng thế này con có thể quét dọn muộn chút được không đóng muốn chết trần bình an quay đầu qua chỉ chỉ lão tăng như đang ngủ say sau đó vươn ra ngón tay đặt bên mồm thở dài một tiếng tiểu sa di vội im tiếng sau đó thầm cười trộm ha ha ta hay lời biếng hóa ra sư phụ cũng hay ngủ gục hắn rón rén chạy đến dưới mái hiên đại điện hóng mát con chim hoàng oanh kia nổi gan bay đến đầu vai tiểu sa di tiểu sa di thoáng sửng sốt cố ý quay đầu hứng nó là mặt quỷ chim hoàng oanh sợ đến độ vội bay vọt đi tiểu sa di còn lại một mình ngơ ngác sờ sờ đầu chọc có phần hổ thẹn trên bồ đoàn trong hàng lang lão tăng đã chết vẫn duy trì thế ngồi gục xuống kia biết sư phụ chết rồi tiểu sa di khóc rất thương tâm nhìn không giống người xuất gia chút nào nhưng khi đó trần bình an nhìn cái đầu chọc kia kêu gào khóc lớn gắng sức đung được cánh tay lão tăng như là muốn dung tỉnh sư phụ đang trong lúc ngủ mơ trần bình an cảm thấy như thế mới là nhân tri thường tình đến sau biết được sư phụ viên tịch rồi không ngờ thiêu ra được xá lợi tử mà trong kinh phật vẫn nói tiểu sa di liền cười cảm thấy phật pháp của sư phụ hẳn phải rất lợi hại tiểu sa di đúng là không giống người xuất gia chút nào trần bình an một mực ở lại chùa miếu giúp xử lý hậu sự lão tăng bận trước bận sau tâm sự riêng cùng tân nhiệm trụ trì nói suy nghĩ của lão tăng rằng chuyện xá lợi tử đừng có gấp gáp tuyên dương ra ngoài miễn phải sức lấy thị tỉnh chê trách thậm chí có khả năng dẫn tới quan phủ hỏi thăm đối với điều này tân trụ trì không có dị nghị cúi đầu chắp tay với trần bình an để tỏ ý cảm ơn sau đó trần bình an không tới tâm tướng tự tĩnh tọa nữa nhưng hắn vẫn nói qua với tân nhiệm trụ trì rằng nếu tâm tướng tự có gì khó xử thì cứ đến chỗ hắn ở thông báo một tiếng trần bình an hắn có thể giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu tăng nhân trung niên tụng một tiếng phật hiệu sau khi trần bình an rời đi ông ta tới bàn thờ phật ở đại điện lặng lẽ trầm đốt một ly minh đăng cho vị thí chủ thiện tâm này trầm đốt minh đăng xong kêu tới tiểu sa di dặn hắn thường xuyên để ý tới ly minh đăng này đèn trong tiểu sa di àm một tiếng gật đầu đáp ứng tăng nhân thấy tiểu gia hòa đáp ứng nhanh nhau liền biết sẽ có lúc lười biếng bèn bấm tay gõ nhỏ trên đầu chọc tiểu sa di giáo huấn một câu một ngư việc này phải để ở trong lòng tiểu sa di vẻ mặt đau khổ lại à một tiếng sự tình nhớ kỹ hay không không dám nói tóm lại hậu quả của việc đặng trí đã biết được phần nào đợi lúc trụ trì sư huynh rời khỏi đại điện tiểu sa di than thở một tiếng trước kia sư huynh hòa ái biết mấy lên làm trụ trì rồi liền giống hạch sư phụ chẳng nề mặt nề mũi gì cả sau này dù hắn có thể lên làm trụ trì cũng sẽ quyết không làm nếu không khẳng định sẽ thương tâm các sư đệ à mình là đệ tử nhỏ nhất của sư phụ đào đâu ra sư đệ sau này cũng sẽ không có quá chịu thiệt nghĩ tới đây tiểu sa di sủi một tiếng xoay người chạy vào ra đại điện đuổi theo trụ trì ân cần hỏi dò sư huynh lúc nào thu nhận đệ tử tăng nhân trụ trì biết tâm tư trong đầu tiểu sa di không khỏi dở khóc dở cười làm bộ liền muốn lần nữa cầm đầu chọc tiểu sa di làm cá gỗ phát hiệu của hắn vốn cũng gọi là mộc ngư cá gỗ tiểu sa di ai thán một tiếng xoay người chạy đi tâm cảnh trần bình an gần như an bình lại rất kỳ quái hắn không luyện tập hám sơn quyền phổ và kiếm thuật chính kinh nữa mà tiếp tục du đãng ở kinh thành lần này vác theo một bọc hành lý nhỏ bằng vải bông chậm rãi mà đi khát thì uống rượu đói thì ăn bánh khô không có chỗ ở cố định, tùy tiện tìm nơi nào đó an tịnh đối phó một lúc là được, có thể là dưới bóng cây, trên nóc nhà, bên cạnh cầu nhỏ nước chảy róc rách, vách tường cao cao màu đỏ thắm chạy dọc theo con phố, bóng tường cao rủ xuống mặt đường, bên trong truyền ra tiếng xích đu đong đưa và tiếng nói cười vui vẻ, có văn nhân sĩ tử nâng chén uống rượu, xuất khẩu thành thơ, đương thời cũng có một bóng áo trắng lặng lẽ ngồi uống rượu trên nhánh cây, từ lâu cạnh bờ sông, khách tới rất đông, đều là thanh niên tài tuấn kinh thành Nam Uyển quốc, ai nấy chỉ điểm giang sơn, bàn chuyện thời sự thư sinh trị quốc thiên kinh định nghĩa trần bình an ngồi trên nóc tửu lâu tỉ mẩn lắng nghe bọn họ nghị luận lời lẽ tràn đầy nhiệt huyết ghét ác như thù nhưng mà trần bình an cảm thấy những phương châm trị chính này của bọn họ nếu đi vào thực tế thì hơi khó chẳng qua cũng có khả năng là những tuấn ngạn trẻ tuổi này uống nhiều không nói tỉ mỉ hai tốp du côn hẹn ước đánh nhau mỗi tốp ba bốn mươi người trước đây là giang hồ của bọn họ bọn họ đang lăn lộn giang hồ trần bình an ngồi trên vách tường rách nát nơi xa phát hiện lão giang hồ hai mươi tuổi trở lên ra tay cực trơn tru còn thiếu niên 20 tuổi trở xuống thì ra tay không chút cố kỵ, ngoan là dị thường, sau đó mặt bầm mũi dập, vết máu đầy mặt, sóng vai dựa lưng cùng huynh đệ trung hoạn nạn, lại bắt đầu hướng tới cuộc ân oán giang hồ kế tiếp. Đại ca dẫn đầu một đám người trong đó tuổi tác hơi lớn, chừng gần 30 tuổi, miệng thét to dẫn bọn họ đi đến tử quán uống rượu, một đoàn ùn ùn giết vào, phụ nhân bán rượu mặt mày thanh tú chính là vợ hắn, thấy đám gương mặt quen mặt thuộc đành phải nạn ra ý cười, lấy rượu thức nhắm ra khoản đãi huynh đệ của nam nhân nhà mình, nhìn nam nhân được người người vây quanh, ở trong đó cao đàm khoát luận giữa hai hàng mi phụ nhân không giấu được vẻ buồn phiền vì sinh kế nhưng trong ánh mắt lại bừng lên tia sáng ngưỡng mộ nàng nhìn nam nhân của mình còn cắn tướng đắc lực nhất dám đánh dám giết nhất của nam nhân nàng một vị thứ niên cao lớn lại len lén nhìn nàng trần bình an ngồi cách bọn họ khá xa gọi hai bầu rượu một bầu đổ vào hồ lô dưỡng kiếm một bầu uống ngay lập tức phụ nhân trẻ tuổi khẽ cắn răng báo cao giá hai bầu rượu muốn vị công tử này trả 30 văn tiền may mà người đó phảng phất không biết giá cả thị tình không chút do dự liền móc tiền phụ nhân có phần hổ thẹn liền cầm thêm cho hắn hai đĩa đổ nhắm tự mình làm người đó đứng dậy cười cảm ơn nàng phụ nhân đỏ mặt vội vàng vặn eo xoay người không dám nhìn gương mặt tuấn tú lịch sự kia bên kia bàn rượu đã kín người hết chỗ nam nhân tuổi gần 30 nương theo tử ý nói đến một ngày các huynh đệ sẽ có một mảnh địa bàn thực sự ở kinh thành đến lúc đó người người uống rượu ăn thịt thầy đám quan lão già giữa hông treo đao cũng không cần sợ đến lúc đó người ta nhất định phải thành khẩu cầu lên sưng huynh gọi đệ cùng chúng ta sau này lại đòi mấy bức xuân liên mấy chữ phúc tử tài mã tú tài vẫn hay xem thường chúng ta kia để xem lúc ấy hắn còn dám nhấc mắt nhìn người có gan nói một chữ không hay không nam nhân càng nói càng hăng say người nghe tâm thần dập dờn lớn tiếng khen hay nước bọt tung tóe bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube di các phim đặc biệt là đám thiếu niên huyết khí phương cương uống rồi nôn nôn rồi lại uống về đến cạnh bàn mắt say mông lung lờ mờ nhìn bốn phía toàn là huynh đệ chỉ cảm thấy nhân sinh sống thế này đúng là thống khoái quả thống khoái Trần Bình An lặng lẽ rời khỏi quán rượu, đi xa rồi, hắn nhịn không được quay đầu nhìn một cái, như là nhìn thấy chính mình và Lưu Tiện Dương, con sen cô sán năm đó, ba người cũng ngồi ở kia, lúc ấy là học đồ ở lò gốm ngam đen như cục than hẳn cũng tiếc tiền rượu, Lưu Tiện Dương sau một phen hào ngôn tráng ngữ ồn ào nhất định cũng sẽ yêu sầu oán giận vì sao chị khuê không thích mình còn cố sán từ nhỏ vốn đã rất thân quen đại khái sẽ cắn răng nghiến lợi học theo người trong giang hồ cường điệu nói muốn báo thủ tuyết hận thì nên khoái ý ân cừu mà kệ con mẹ nó Trần Bình An thu hồi tầm nhìn, tiếp tục đi tới, có một vị thiếu niên mắt tinh cười đùa nói, tên công tử bột vừa rồi dừng lại nhìn phía bên chúng ta rất lâu, liệu có phải nhìn chúng chị dâu? Nam nhân đã say lướt khớt vỗ bản nói, có gan chó đó, lão tử chặt chết hắn, các ngươi tin không, dù ngày mai lão tử chết rồi, chị dâu các ngươi cũng sẽ thổ giá cả đời, không gà cho ai cả, hoàng đế lão nhi cũng không gà, một đứa mặt trắng nhỏ da mịn thịt mềm có là cái dám gì, đeo thanh kiếm thì ghê lắm chắc. Nói nói một lúc, rũ đầu cục xuống, trùng trùng đụng lên bàn rượu, say mềm. Phụ nhân trẻ tuổi cúi đầu trà lau bàn rượu, khe khẽ mím môi, không biết vì sao mà cười. Vị thiếu niên cao lớn tầm nhìn thường xuyên quét nhìn dáng người tha thướt của phụ nhân lúc này cũng cúi đầu, có phần hoảng hốt, cũng có chút oán giận. Thiếu niên uống một hốc rượu, lại chẳng cảm thấy mùi vị gì. Có một phụ nhân thị tình tiểu tụy không biết vì sao mà vừa bắt được đứa trẻ con nghịch ngợm liền xuống tay đánh vào mông đứa nhỏ, đứa nhỏ ngoài miệng gào khan, thật ra lại đánh mắt ra hiệu với đám trẻ đồng bạn nơi xa phụ nhân quần áo nghèo hèn đánh tới đánh lui một lúc thì bật khóc thành tiếng đứa nhỏ sườn sốt khi này mới thật khóc lên sau một trận mưa rào ràn rụa kinh thành cuối cùng lần nữa thấy được ánh mặt trời ấm áp một nhóm con nhà giàu có quần áo lụa là phóng ngựa trên phố lớn giơ roi thúc ngựa dẫm cho đường xá lầy lội tung tóe quầy hàng của một bà lão ven đường không kịp né tránh quần áo kim chỉ bày bán của một quầy hàng rong cạnh đó không cẩn thận bị bùn nhão bắn cho thảm không nỡ nhìn sắc mặt chủ quầy lập tức trắng bệch người cưỡi ngựa đi cuối cùng là một nữ tử tuổi trẻ mặt mày kiêu ngạo thấy cảnh này nàng vẫn ngựa không dừng vó hướng về phía trước lại tiện tay ném một túi tiền lên quầy hàng chỉ là nàng cưỡi ngựa không quá thành thạo lại muốn ném chính xác túi tiền nặng trình trịch kia không cẩn thận lình người té ngựa ngã nhào ra đất ai ui đứng dậy khuôn mặt tú mỹ và váy áo cao sang giờ đây cũng thảm không nỡ nhìn nữ tử loạn choạng đi tới chỗ tuấn mã gian nan bỏ lên lưng ngựa dơ roi mà đi người đầy bùn đất đầu lại ngừng lên cao cao dư quang nơi khóe mắt phát hiện một vị kiếm khách thân mặc trường bào trắng như tuyết đang đứng ở bên cạnh nhìn mình nàng nhịn không được quay đầu qua người đó giơ ngón tay cái lên với nàng nữ tử nguyết môi xem thường không để ở trong lòng trần bình an cứ thế đi đi ngừng ngừng nhìn rất nhiều sĩ tử phong lưu và thị tình muôn màu vụ ồn ào bạch hà tự chỉ lan tràn không đến một tuần đã nhanh chóng hạ màn tre triều đình đưa ra phán quyết tăng nhân bạch hà tự cơ hồ không thừa lại mấy người trừ mấy kẻ đầu sỏ bị chém đầu số thì bị hạng ngục số thì bị đuổi đi tài sản bạch hà tự toàn bộ sung công về phần ai sẽ tiếp thụ quả khoai lang phòng tay này có người nói là cao tăng trong ba chùa lớn còn lại ở kinh thành cũng có người nói là trụ trì mấy ngôi chùa lớn chứ danh ở địa phương. Nam Huyền Quốc hiển nhiên là có cao nhân đang ra mưu hoạch sách cho hoàng đế bệ hạ, vụ bê bối Bạch Hà tự bị chặt đất một cách đầy dứt khoát, nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bởi vì sự chú ý của trên dưới triều xã rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện động trời khác. Trưởng môn Hồ Sơn phái Du Nhân Ý, một trong bốn đại tông sư thiên hạ bế quan 10 năm, nay thành công phá quan, mở đại hội võ lâm triệu tập quân hùng, thương nghị chuyện áp chế ba môn phái ma giáo. Đến lúc đó quốc sư Nam Uyển quốc trùng thu, người được xưng là thiên hạ đệ nhất, kính tâm trai đồng thanh thanh người được xưng có thể ôn dưỡng kiếm ý trong biển mây và sơn chủ điều khám phòng lục phàng đều sẽ xuất hiện bốn đại tông sư tề tụ ở cổ ngư sơn tiếp giáp kinh sư nam uyển quốc đây là đại khí tượng giang hồ trăm năm không có bốn người này đều từng là người đứng đầu võ lâm ở quốc gia sở tại chỉ cần dậm chân liền có thể khiến cho giang hồ một nước cuộn lên sóng gió ngất trời đặc biệt là giữa quốc sư nam uyển quốc trùng thu và tùng lai quốc du chân ý ân oán hai người đã dây dưa suốt thời gian một giáp hai người đều xuất thân thị tình tùng lai quốc từ nhỏ làng xóm láng giềng một đôi huynh đệ sinh tử nhờ cơ duyên xảo hợp bắt đầu cùng lúc hành tàu giang hồ đều có kỳ ngộ trở thành một đôi thiên tài võ đạo nổi danh nhất đương thời cuối cùng không biết vì sao lại trở mặt thành thủ sau một trận đấu sinh tử chỉ có lác đác bốn năm người quan chiến hai người đều thân mang trọng thương lúc này trùng thu mới đi đến nam uyển quốc sau lần đó hai bên chết già không thèm lui tới không nói ân tình cũng không nói thủ hận trong ánh hoàng hôn trần bình an về lại tòa nhà cạnh phố trạng nguyên trước lúc vào nhà thấy bên kia góc đường vẫn đang có một đống người hạ cờ hai ông cháu xem người khác đánh cờ thấy thân ảnh trần bình an đứa bé sắc mặt trắng bệch vội đứng dậy mời trần bình an đến xem trần bình an đến gần cùng nhìn một lát hải từ nói có việc về nhà trước nhanh chân chạy mất trần bình an thoáng do dự hắn vốn không có hứng nhìn cờ đứng xem một nén hương rồi cũng chậm rãi trở về nhà mở cửa bên phòng ốc đối diện đứa nhỏ dẫm lên băng ghế xuyên qua cửa sổ nhìn sang chỗ trần bình an đứa nhỏ khẽ thở vào một hơi trần bình an đóng cửa thả xuống bao bọc đặt ở trên giường tiểu liên nhân lập tức từ mặt đất nhảy bật ra vi chìa chìa điểm điểm có vẻ rất là tức giận trần bình an liếc mắt sấp thư tịch trên bàn phát hiện một ít nếp uốn nhỏ bé không dễ sát giác so với lúc mình rời đi hiển nhiên đã nhiều thêm chút trong lòng rõ ràng Ben xồm người xuống mở tay ra để tiểu đồ vật đi tới lòng bàn tay sau đó đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn tiểu liên nhân nhảy lên trên bàn nhẹ nhẹ chạy đến núi sách quỳ trên trang sách một bản thư tịch thánh nhân dùng cánh tay nhỏ nhắn tỉ mỉ vuốt lại nếp uốn Trần Bình An cười nói, "Không sao, sách là để cho người xem, người ta chẳng phải đã trả về rồi ư, không cần tức giận." Tiểu gia Hỏa Chính đang cần cù làm việc nghe thế liền quay đầu lại, chớp nháy trong mắt, có phần nghi hoặc khó hiểu. Trần Bình An vút vút đầu nó, lấy ra thẻ tre và đau khắc, nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Trong bóng đêm ngày nọ, Trần Bình An khe khẽ đi tới Bạch Hà tự, trước kia hắn từng đến chỗ này thắp hương, không hề xa lạ. Bạch Hà tự có một tòa đại điện cực đặc biệt, ở đó cung phụng ba pho tượng Phật, có tượng Phật trừng mắt, cũng có tượng Phật cúi mày. Trong đó còn có một pho tượng Phật ngồi ở tư thế nguộc, ngàn năm qua, không quản hỏa hương hun đúc thế nào, lưng tượng Phật vẫn luôn quay về phía cửa chính và khách hương. Gần đây Bạch Hà tự có phần tiêu điều, trời sáng trưng mà cửa chỗ vắng tanh, lúc đêm khuya càng là quạnh quẽ, lại thêm những tin đồn đáng sợ kia, cộng với thần tượng Bồ Tát Thiên Vương ngày trước tướng mạo cao quý trang nghiêm, nhìn thế nào đều biến thành nơi quỷ quái âm sâm, Mấy ngày trước, có một nhóm trộm cắp ghé tới, kết quả từng người cứ thảm chạy ra ai nấy đều điên điên khùng khùng mãi đến khi vào trong ngục mới an tĩnh lại chỉ nói bạch hà tự có quỷ vạn vạn đừng tới đó trước lúc tiến vào tòa thiên điện trần bình an cố tính thiêu đốt một tấm dương khí khêu đang phù không thấy có dị dạng thân hình khe khẽ lướt tới mấy nơi trong chiều miếu phù lục đều đặn thiêu đốt hết sạch mới thôi trần bình an đang dự tính rời khỏi bạch hà tự mới vừa đi tới phụ cận cửa đại điện trượt đột nhiên ngã người ra sao mũi chân điểm nhẹ thoáng chốc liền ngồi trên sàng ngang đại điện nằm nghiêng người nín thở ngưng thần từ bên ngoài đại điện có ba người nghênh ngang đi vào không giống bộ dạng kẻ trộm chút nào ngược lại như là đại quan quý nhân thường cảnh đêm trăng trần bình an nhíu mày không ngờ có hai vị hán từng gặp qua chính là người cùng võ đạo trong tòa nhà u tĩnh ở phố trạng nguyên lão nhân vóc người cao lớn tướng mạo gầy gò tuy không phải đạo nhân đầu lại đội một chiếc mũ hoa sen màu bạc dạng thức cổ xưa so với khi trần bình an nhìn từ xa trên đường phố thị tỉnh lần nọ tối nay lão nhân không còn cố ý thu lượm khí thế lúc hắn vượt qua bậc cửa liền như một tòa núi cao nguy nga hùng dũng đâm vào đại điện bạch hà tự nữ tử tháo xuống mũ trướng che lấp dung mạo từ rung động người cởi áo choàng bao phủ dáng người sắc thái hoa lệ chỗ thần kỳ nhất là nàng đi một đôi guốc gỗ, gỗ chân trần trên guốc trắng như xương tuyết vị công tử tuấn tú còn lại thì là một khuôn mặt xa lạ vóc người rong ròng thân khoác một chiếc áo vào tay dài trên tay quấn quanh một chuỗi niệm châu bằng san hô lúc đi đường tay nhẹ nhẹ phân vây hạt châu nữ tử giọng nói thanh thúy không phải khẩu âm kinh sư nam uyển quốc vũ mị liếc mắt nhìn vị công tử ca kia trêu chọc nói châm hoa lang của ta nếu ngươi đã thành kính tin phật như thế vì sao còn không quỳ xuống dập đầu đến lúc đó ta đứng trước tượng phật chiếm được đại tiện nghi của chu công tử chẳng phải một đêm danh chấn thiên hạ chết cũng không tiếc công tử trẻ tuổi mỉm cười không nói chỉ ngửa đầu nhìn ba pho tượng phật thiên địa tịch liêu ngôi phật điện lớn thế này mà chỉ có tiếng hạt châu nhỏ bé lan động lão nhân cười nói nhà nhi đừng trêu chu sĩ người ta dễ tính mới không so đo với ngươi bằng không xé rách ra mặt đánh một trận đến lúc đó tiền quan tài của chu sĩ ai trả nhà nhi nhìn như thiếu nữ song khí chất phong tình lại như phụ nhân nàng trên miệng cười nhẹ thu ba lưu truyền phong tình tuôn ra khiến tòa đại điện vốn âm sâm dọa người chợt có phần xuân ý giả rào thanh niên tên là chu sĩ ngoại hiệu trâm hoa lang khẽ cười đành chịu đinh lão giáo chủ đừng bắt nạt vãn bốn vậy chứ hồ sơn phái du chân ý nam uyển quốc trùng thu kính tâm đình đồng thanh thanh điều khám phong lục phẳng đều là nhân vật thần tiên đáng sợ trong đó lão bà di đồng thanh thanh lại là cùng bối phận với sư gia gia chuyển mắt nhìn chúng ta thế đơn lực bạc thật muốn chơi trò lấy rẻ trong nửa ư ừ, dù lấy được kim thân la hán và bộ kinh thư kia liệu có thể còn sống rời khỏi kinh sư nam uyển quốc nữ tử vạch đầu ngón tay điểm danh nói họ từng người nói đến mật sự bí ẩn nhất trên giang hồ thời gian gần đây tuy nói sư gia gia người mới thật sự là thiên hạ đệ nhất nhưng song quyền nan địch tứ thủ đồ tử đồ tôn của du chân ý nhiều như vậy trùng thu lại là địa đầu xà nam uyển quốc lão yêu bà đồng thanh thanh thì lại thích nhất mê hoặc nhân tâm lần trước trong hoa lang bị thương đi về ngoài miệng nói là đánh cho nàng gần chết thật ra không chừng là bị sắc đẹp lão yêu bà mê cho thần hồn điên đảo mới quay về diễn khổ nhục kế với chúng ta cũng nên đặc biệt nhất là tên lục phàng vài chục năm nay số lần ra tay chỉ đếm được trên đầu ngón tay giang hồ đều nói hắn đi theo chính đạo của sư gia gia bởi thế mới thấy thiên phú rất tốt dùng nhiều năm tiềm tâm luyện kiếm như vậy không chừng sớm đã vượt qua du chân ý và trùng thu lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ trầm mặc không lên tiếng Hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn tượng Phật quay lưng với thương sinh, nữ tử dậm chân, có phần u oán, quốc gỗ dẫm trên nền đá, tiếng vang thanh thúy, chu sĩ mở miệng an ủi nữ tử, bốn người này không phải một khối ván sắt, thật sự lâm vào thời điểm sinh tử, sợ rằng không anh nguyện xá sinh vì nghĩa, nữ tử cười nói, trong chúng ta chẳng lẽ có người nguyện ý, chu sĩ thần sắc thản nhiên, tiếp tục nói, kỳ thực riêng cha ta, cộng thêm Tí Thánh Trình Nguyên Sơn và Ma Đao nhân Lưu Tông, luận chiến lược đỉnh cao mà nói đã không kém bốn vị đại tông sư kia liên thủ. Lần này chúng ta mật mưu hành sự, cũng không phải hai quân đối đầu trên xa trường, không cần chú trọng binh lực nhiều ít, nhà nhi cũng không cần lo lắng. Thật ra bốn đại tông sư chỉ là danh xưng giang hồ chính đạo tự gọi mình, bọn họ cố ý gạt sạch những kiêu hùng trong ma giáo và hắc đạo, đơn thuần là đóng cửa lại tự khen, chân chính phục chúng là bằng xếp hạng mười đại cao thủ, vừa khéo chính tà chia nhau mỗi bên một nửa. Bốn đại tông sư đương nhiên cũng có tên trong bảng, từ võ đạo giữa đường chuyển sang tu tập tiên gia đạo pháp, bạch đạo đệ nhất nhân, du chân ý, xếp thứ hai đệ nhất nhân ngoại gia quyền trên thế gian, trùng thu. Xếp thứ sáu, đồng thanh thanh nghe đồn đã 90 tuổi nhưng vẫn thanh xuân vĩnh trú, người đời vẫn nói, sau nàng, mấy vị đệ nhất mỹ nhân mà thiên hạ tôn dưng dù có cộng cả tư sắc, phong vận cùng một chỗ đều không bằng một góc của nàng. Xếp thứ chín, kiếm cách lánh đời độc cư điều khám phong lục phàng là người trẻ tuổi nhất trong bốn đại tông dư, hiện nay còn chưa đến 50. Xếp thứ mười, nhưng theo thời gian đẩy rời, gần như tất cả mọi người đều tin chắc Lục hai 20 năm trước lót đáy bảng bảng mới là tồn tại có tư cách khiêu chiến hơn nữa chiến thắng vị đệ nhất nhân kia. Thậm chí có người cho rằng hiện nay Lục Phẳng đã vượt qua quốc sư Nam Uyển quốc trùng thu, gửi thân ở năm người đứng đầu. Còn Ti Thánh Trình Nguyên Sơn theo lời Trâm Hoa Lang Chu Sĩ là người võ công cực cao, đối địch với người tất phân sinh tử, thế nên không được danh môn chính phái thừa nhận, cảm thấy võ đức quá kém, không xứng được hưởng danh xưng tông sư. Người này xếp thứ 8, mà Đao Nhân Lưu Tông là cao thủ tà đạo đình cấp danh xứng với thực, thuần túy yêu thích giết người, ác danh rõ rệt xếp thứ bảy còn phụ thân chu sĩ chu phì lại là đại ma đầu vô số nhân sĩ chính đạo nằm mộng cũng muốn băm thành tám khối võ học kỳ cao phẩm hạnh lại cực thấp kém sáng lập một tòa xuân triều cung tìm khắp mỹ nữ thiên hạ trừ mấy đứa con trai ra xuân triều cung mấy trăm người lại không có nổi một nam nhân bởi thế chu phì vẫn tự khoe là đế vương trên núi lúc địa thần tiên nhưng khiến người đành chịu chính là chu phì được xếp hạng thứ tư hơn nữa còn được công nhận là cung phu hoành luyện đệ nhất thiên hạ Lục Phàng lúc tuổi còn trẻ đã từng dùng thanh bội kiếm long nhiễu lương thành công đâm thủng thân xác Chu Phì ba lần, Chu Phì lại vẫn bình yên vô sự, chiến lực tựa như không bị tổn hại chút nào. Lục Phàng thấy thế bèn chủ động lui đi. Lục Phàng cũng vì hành động cảm tính một thân một mình dơ kiếm xông vào Xuân Triều Cung của mình mà phải trả cái giá cực lớn. Trong một lần hắn xuất môn đi xa, 600 người sư môn bị Chu Phì không chút để ý phong phạm cao thủ, tự tay chậm chậm giày vò gần hết. Nghe đồn sư nương và mười mấy vị sư tỷ sư muội của Lục Phẳng hiện vẫn còn làm thị nữ trong Xuân Triều Cung còn vì sao lục phảng du lịch trở về nghe được tin dữ lại không lần nữa lên núi khiêu chiến chu phi cứ thế trở thành một trong mấy bí mật lớn nhất trong giang hồ cùng với đại ma đầu thiên hạ đệ nhất rốt cục mạnh tới đâu kính tâm đình đồng thanh thanh cuối cùng đẹp đến cỡ nào dù chân ý sau cùng có thể sống đến mấy tuổi được xưng là bốn đại mê án trong thiên hạ trên đường từ kinh thành nam uyển quốc đến của ngưu sơn ngoài thành nơi nơi văn ba quỳ quyệt có một vị nam từ trung niên từ vạn dạm xa xăm chạy tới mang theo một thân mùi rượu tiến vào kinh thành nam uyển quốc sau đó liền như cá gặp nước cả ngày say tí bỉ trong quán rượu cuối cùng đến độ không thể không cầm mỗi kiếm cầm cố trong quán năm lượng bạc đó còn là phụ nhân trưởng quỹ này tình hắn một thân bắp tay bắp chân lực lưỡng có thể nhân dịp hắn ngủ lại phòng ngừa trộm cắp bằng không cao lắm chỉ ba lượng bạc là cùng trên đỉnh cổ ngư sơn một vị vóc người như trẻ nhỏ nét mặt ngây thơ ngày ngày nhàn tới vô sự bèn chăm chú đánh bài một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc võ tướng phụ trách 800 trăm ngự lâm quân dưới chân núi vừa nhìn thấy người này liền tất cung tất kính tôn xương một tiếng du lão chân nhân phủ đệ thái tử một vị lão nhân không còng nhiều năm nay đảm nhiệm đầu bếp cởi nắp một hũ lớn dưa muối vị chua sộc vào mũi miệng than thở thời cuộc tối rèn thời cuộc tối rèn nhưng không nghi ngờ ba người đi vào bạch hà tự tối nay mới có phân lượng nặng nhất cái này không liên quan mấy tới nữ tử và châm hoa lang chu sĩ bởi vì lão nhân họ đinh 80 năm qua sừng sững bất động ở vị trí thiên hạ đệ nhất nhân giết người chỉ dựa vào yêu thích và tâm tình cá nhân nổi danh giang hồ cũng giết đế phương tương tướng cũng giết ác nhân võ lâm cũng giết già trẻ ven đường cũng giết về sau chuyển lại ngôi vị giáo chủ cho đệ tử duy nhất còn chưa bị mình giết, từ đấy tan biến. Nhưng trong 20 năm sau khi hắn rời xa Giang Hồ, mỗi lần bình chọn, hắn vẫn là đệ nhất nhân không thể nghi ngờ. Có lời đồn nghe có vẻ rất buồn cười, nói là kính ngưỡng lâu chuyên chức thu tập bí văn Giang Hồ, bình điểm tông sư cao thấp, trước sau có hai đời lâu chủ, trí sao hảo hữu đều từng hiếu kỳ hỏi dò, vì sao không bỏ quách cái tên đinh ma đầu sinh tử không biết kia đi, hai người đều từng nói cùng một câu, nhỡ hắn không chết, ta sẽ chết mất. Lúc này, ở trong đại điện nữ tử cười hỏi, cha người vì mỹ nhân chu tiên tử mà xuất lực lớn nhất hương sư động chúng như thế ngươi không cảm thấy chịu thiệt chu sĩ cười khổ nói tính tình cha ta thế nào ngươi còn không rõ ràng nói dễ nghe chút thì là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn nói khó nghe chút thì là gặp sắc vong mệnh nếu không phải trùng thu ở ngay cạnh hoàng cung nam uyển quốc hắn sớm đã tiến cung cướp đi vị phản hoàng hậu kia rồi nữ tử vươn tay vuốt vuốt gò má tự oán tự trách nói chu thủ chân phản hoàn nhĩ một người là đương kim đệ nhất mỹ nhân một người là nhan sắc khuynh đảo thiên hạ 20 năm trước ánh mắt cha người cao thật, khó trách ta không vào được pháp nhãn lão nhân ra, dù cho gặp mặt, cùng lúc uống trà cũng là khách khách khí khí, mắt nhìn thẳng, chu sĩ cười khổ không thôi, nữ tử cười hỏi, cha người sao không có suy nghĩ gì với đùng thanh thanh, chu sĩ ngửa đầu nhìn lên pho tượng Phật uy nghiêm mắt trợn trừng với nhân gian, ngón tay xoa nắn hạt châu không ngừng, nhẹ giọng nói, cha ta nói có một số món ngon, nóng cũng không sao, bỏng đến sủi bọt cũng đáng, nhưng nếu là món ngon trời định sẽ nóng xuyên bụng, dù thèm đến mấy cũng đừng động vào. Lão nhân chắp tay mà đứng kia nghe được lời ấy, khóe môi thoáng nhếch lên, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói, đi, kim thân đã không ở bên này. Nữ tử tuyệt sắc và chu sĩ không hề dị nghị, cũng không dám có chút nào nghi vấn, đừng nhìn nữ tử miệng bô bô sư ra ra, có vẻ rất là ngây thơ thân mật, thực ra trong lòng đang run như cây sấy, lo sợ một không cẩn thận liền sẽ bị lão nhân đánh nát đầu lâu, chu sĩ cũng không khá hơn là mấy, phụ thân chu phì cùng lắm là một tấm phù hộ thân lúc thiêng lúc không, xa xa không đủ để trở thành phù bảo mạng thực sự nhất cử nhất động của lão nhân phảng phất phối hợp cùng thiên địa lúc xoài ra bậc cửa bước chân thoáng ngưng trệ kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người